Thôi lung lung đấy này. Hello cả nhà, đã xin lại xin một cảnh nha. Hình như là mệt chụp mấy ngón chân đủ hả? Ừ. Mời chị lại trong nỗi nè. Trong nè. Hello, hello cả nhà, nói đó. Hà đã xin lại xin một cảnh ạ. Mời chụp ạ. Chụp đó hả? Em đang xem đám xin một chặng về một lúc chia sẻ ba với cả nhà mình ơi. Nặng quá hiên. Nặng bị đau. Không phải mày cãi lưng mà hay. Đông tụi này đi. Chỉ cho họ phải mày cãi lưng mà xong rồi mày lên đi. Quán này thì kêu anh đang xem. Hello kêu anh, thử đi ôm mày cứng nha. Yên tâm. Ok hey. Rồi. À, hôm bữa nờ hoài đấy, tại cái con bé nó trục sống nó bằng qua cũng được bằng tay về đấy. Cái này đi mời đẹp. Chào đã xin lắm xin một cảnh nha. Rồi lên luôn cả nhà thì chào năm 30 giây nè. Hello Ri Văn này, hello em Nhung Dương này, lâu quen của em thì. Rồi. Mình học được bao nhiêu kiểu bụi tắt lên mình cũng bụi được. Hãy xem là em xin một chậm nha. Lấy nhau em một cái túi sách đâu lai mà chị Hi. Túi này, ha, túi sách đâu lai ha. Chứ mà tuổi hông giùm em hay tuổi hông này. Tuổi hông em xem là 99 nha hay. Thế chứ mà tuổi hông 19k. Thế chứ mà tuổi hông 19 nha hay. Đây chị Nguyễn Nga này. Chứ một cái short ring nha mà chị Hiệp Phong đây tầm 17 cân đồ lại giúp em hay. Lấy chứ mà short ring em xem là 95k luôn hay. Thế chứ mà short ring 15k. 15.000. Thì em đang xem lại em xin một cảnh nha. Chứ một cái đâm gọng cặn giùm em ha. 19. À chị Nguyễn Nga, 19k chị nhá. Hôm nay tâm 17-18 cân đồ lại giúp em ha. Nên nhưng mà đâm gọng đem xem mà chị 25.000 hả. Thì chứ mà đâm gọng 25k hả. Đâm gọng 25k. À maxi hả, maxi à, chị còn một cái hai giấy nữa để em hỏi tiếp từ maxi được đó. Nó đẹp lắm mà tắm này ha.
chất liều đẹp ha. Có thích cái này không? Đó, cái này thì báo xinh ha. Dạ ok chị à. Nguyệt Nga này cũng mới chỉnh cho chị Nguyệt Nga này ha. Đấy mẹ chị hế, mẹ chị bên nhỏ mong không à, có bị em comment thì mẹ chị có đăng kính giùm em hay em có để đường link ở trên nha. Cho chị Vân Trân nè. Đấy tắm nha ha. Cái ảnh nó chất chất đẹp, chất mạt ha. Đâm đây chất mạt. Tụi mới chỉnh cho chị Nguyệt Nga. Thì tiếp một cái len nha mẹ chị hế, để cho mà len hết len. Không lấy sống với sâu lắm cân thoải mái này hay lấy mà lên xem mà chị à. 20 hay lên 20 ngắn hả em muốn dai hơn ha. Ừ mà chị thì để em hơi dai thôi tăng ừ được chứ thì cái màu sọc riêng 2 này body ha, body chị có nha, nhưng mà chị cũng Việt Nam bao năm thay dạy lại giúp chị hi. Mấy trai gì lê thú này ha. Mấy chắc mà sọc riêng 2 giùm em. Form này cũng 46, 47 cân giùm em. Sọc riêng 2, 15 ngàn hả? Sọc riêng 2, 15. Không có mấy chị. Thì chắc một cái vảy 2 giấy ha mấy chị hi. Vảy 2 giấy ha. Form này 50 cân đồ lại giùm em hi. Thôi tầm 46, 47 đi hi. Để chứ mà 2 giấy đen, 2 giấy đen em xem mấy chị 15 ngàn hả? 2 giấy đen 15k chất mặt nha. Để chứ mà 2 giấy đen 15. Thì cho một quân nhưng mà chị hi quân đen này quân đen xuống như em quân sáu quân bảy cân đồ lại hay lấy nhưng mà đen xuống em xem là chị 15 ngang luôn ha. Thì nhưng mà đen xuống 15 cân ạ. Thì cho một cái ải quạt hết quạt cho em quạt này là nỉ chứ mà chị hi ăn cái này củ quả hết củ quả rồi em đang xem làm xin một chặn nha. Cái một cái chân vải dập lý ha, không có cung bên trong vậy à, không có cung trong nhưng mà chị hay 46, 47 cân đồ lại lên, nhưng mà dập lý nên 15k hay chứ phải dập lý 15 nha, dập lý 15 thì chứ mà vậy hai giấy xanh hay vậy hai giấy xanh là chị ơi 50 cân đồ lại với men hay lên, nhưng mà hai giấy xanh 19 luôn, nhưng mà hai giấy xanh 19 nha ha. Nặng đi đâu cái việc chơi trên cỡ thì không như thế gì thì chém một cái cuốn rinh nhé mà chị hả, hôm nay tâm bụng sáu bụng bảy cân như men hả, để cho mà rinh dài nên sao mà chị 25 ngàn thì chứ mà rinh dài 25k đẹp chứ hả, bụng sáu bụng bảy cân đồ lại rinh dài 25 thì chứ mà không tân lắm mà chị ơi, giang có vài body không chị lên đi rồi. Hôm nay tâm bụng 7, bụng 8 cân đồ lại hay chứ mà đâm tân hay tân hồng lên xe 25 ngàn này. Nhưng mà tân hồng 25k. Thì giúp em một kìa đâm tuyệt vải ha. Bụng 6, bụng 7 cân giúp em hay bụng 7 cân đồ lại hay chứ mà tuyệt vải lên xe 19. Tuyệt vải 19 ngàn. Cái một cái đâm xuống chứ mà chị ha, 50 cân đồ lại lên, nhưng mà xuống đen em xem mà chị 19 luôn ha. Thế nhưng mà xuống đen 19k, 50 cân đồ lại xuống đen 19. Trề vái 19 cho Bảo Ngọc. Cái một cái len hay len cao cổ sạc mất ha. Hôm nay free size giúp em ha, lấy nhưng mà lấy xanh sale 20 luôn hì. Lấy xanh sale 20k. Cái một cái quân hình lưng cao giúp em ha. Rinh lưng cao nhưng mà chị hát phóng này tâm bụng 7, bực 8 cân đồ là hì. Thế nhưng mà rinh lưng cao nó sẽ 25 ngàn luôn. Rinh lưng lưng cao 25k. Em xem làm xin một chặng cả nhà mình ơi. Chị Dung cho xem mũ. Rồi ok chị Thư Dung rồi. Mũ là chị Thư Dung ơi. Mũ hả? Em đang mũ tóc á. Mũ đi biển đâu cả kia đó chị hi mũ cỏ này ha. Tháng mũ đi bộ đôi mong xin. Xe cục mũ nó hẳn đẹp cái mũ nè. Thank you.
Thấy chứ, một cái đâm đòn đó mà chị, thấy chứ mà đâm đòn này. Hôm nay tâm bùng 7, bùng 8 cân đồ lái, thì lấy cho mà đâm đòn đếm xem mà chị mới chỉnh nha, hay đòn 19k dễ thương chứ. Là dễ thương chứ mà chị đẹp hơn. Nhưng mà đòn 19k. Cái mùa 40 chị Thúy Dung hay mùa 40 giùm em ạ. À. Thì lấy cho mà đâm đòn 19 nha. Thì cho một cái cúp ngực khoa không hay 45, 46 cân đồ lái, lấy cho mà cúp ngực, cúp ngực đếm xem 19 nha nó hả. Cúp ngực 19. Thì cho một cái sọc ring ha. Ô sọc cái 55 cân thoải mái này, lấy cho mà sọc ring 10k. Sọc ring 10. Chứ một cái chân vầy đen ha, 50 cân đồ là hay lên cho mà chân vầy 10 ngang luôn. Chân vầy 10k giúp em ha. Chứ một cái đâm hông, một cái chất lên mặt kia, mà chị ha, bao bi thoải mái giúp em này. 55 cân đồ lại hay lấy cho mà đâm hông em xem là chị 25 cân hay sọt đến 10 cho tổ hi, đỏ 19 cho hoa băng lắm. Lấy cho mà là lấy cho mà là đâm hông em xem 25 ngàn hay cái chất mặt kia luôn mà chị này hay hông 25. Thì cho một cái sơ mi nha mà chị hi, đây là cái ảo giúp em nhé, không phải là cái vậy nha mà chị hi. Cái ảo này sẽ ta lên tới đây ha. Hôm nay là tập 55 cân thoải mái hay lên cho mà sơ mi. Sơ mi em xem mà chị 15k hay lên cho mà sơ mi 15. Sơ mi 15. Đọc được chưa? Sọc rin 10 em hay? Sọc rin 10k. À, sọc rin hết rồi em này. À, thì cái một cung tay nhưng mà chị hiên đây, nhưng mà cung tay hiên tay hả, hôm nay là tâm bụng bày bụng tạm thôi, bụng bày cứng đồ lại hay lên cái mà tay đen em xem mà chị à, hai chục thì lấy cái mà tay đen 20 hai mươi nha. À, chị Nguyễn Thị Phương sọc 84 Hương Trân Công Chúa chị nhé. Mà bên em đó chị bán online thôi nha ha, thôi chị không có tới mua. Xem 15 con. À rồi ok, ta coi nè, xem 15 cho ta coi nè. Nè nó cũng lộn kìa. Xem đi bên đi nè. Ta đen cho hoa băng lăng này. Ta đen 20 cho hoa băng lăng này. Coi nhím rồi đó. Cái một kìa đâm bầu nhưng mà chị hôm nay 60 cân đồ lại thoải mái hết. Nếu như mà đâm cam nên xem 10k luôn hết. Nếu như mà đâm cam 10k. Sơ mi 15 cho chị Thí Phin. Nếu như mà đâm cam 10k hết. Thì chấm một cái đâm á. Đâm rèn đi mẹ. 55 cân đồ lại lấy nhưng mà vòn lên 10 ngàn luôn. Vòn 10k. Hello chị Chi Phan này. Lâu ngay quá này. Thì cái một cái đâm xanh thì nhưng mà đâm xanh giúp em này. Hello, à, em trai chị Trúc, à, em trai Trúc này. Đẹp cao. Thì nhưng mà đâm xanh hay 55 cân đồ lại là nhưng mà đâm xanh 20 luôn ha, đâm xanh 20. Có vậy chia thì pin nhá. Thì nhưng mà đâm xanh 20. Đen 20. Thì chết một cái áo bún đỏ cho mẹ chị ha, phóng lên tâm bụng bày bụng tặng cũng nuôi là bún đỏ 5k. Đen 20, bún đỏ 5k. Bày đen 20 cho hoa băng lắm. Thì chết mặt hoặc cho mẹ chị ha, phóng lên tâm bụng 6 bụng bày cũng nuôi là thế hiện. Nên chứ mà khoảng 8 sẽ 19, 15 ngàn. Tâm xanh 20. Ok, Trân Nhi này. Bún. À. Không, hết rồi. Cái chi đó em lại bún nào hoa băng lăng, bún đỏ phải không, bún đỏ cho hoa băng lăng này, đâm 20 cho Tinh Nhi này. Sọc đến hết rồi hoa băng lăng. Tinh Nhi lên để chị giúp chị luôn này. Ồ, con rinh đẹp chưa, lên giờ rinh già vậy với mày chị hết. Hôm nay tâm bùng bày bùng tạm bùng chuyện cứng ha, lên nhớ mà chứng vậy này, chứng về rinh ha, bên trong một cung thì cho nên là già chứng vậy ha.
lấy cái mài chân vậy tính đi 15 ngàn. Nhưng mà chân 15 Lâm sẵn 20 cho Trân nhỉ. Thì chứ một cái vải cám nữa bà chị. Hôm nay 60 60 nha, 60 sau mãi cứng đồ lại thoải mái hết. Đâm này là đâm bao mà chị hết, bao bi thoải mái rồi hết. Thế nhưng mà đâm cám này 15 ngàn hết. Đâm cám này 15 luôn. Đâm cám 15 ca. Rồi ok cho nhí này. Thì chứ một cái sơ mi ha, 55 cân đồ lại thoải mái lấy chứ mà sơ mi trắng xem 15 ngàn luôn hết. Sơ mi đẹp chưa? Sơ mi trắng 15 luôn. Đâm cám 15 cho Trân nhí. Cái gì chị đây là mình hết. Đỏ đỏ của băng lăng hả băng lăng. Thì chấp một cái con cà rô cho mẹ chị hết 55 cân của lại hay là nhưng mà con cà rô 5k. Con cà rô 5k. Thì chấp một cái đâm cám nữa ha. Hôm nay tâm 50 cân của lại. Đấy. Đợi 5k. Thế chứ mà đâm cám này 10 ngàn hay. Thế chứ mà đâm cám 10k giúp em này. Áo đỏ 5 cho họ bằng lắm. Để sơ mi luôn. Sơ mi 15 đây. Sơ mi 15 cho họ bằng 5. Thì cái một cái áo hóa cho mẹ chị hiến 55 cân đồ lại. Thế chứ mà áo hóa 5k. Áo hóa 5k giúp em. Đâm cành. Dạ. Dạ. Đâm cam dài bao nhiêu cc? Đâm cam là ngắn á gì cc đã. Đâm cam là ngắn á. Đâm cam 10 cái này là ngắn. Thì chứ một cái đâm đen đó mà chị hiên. Này cho mà đâm đen hiên 50 cân đồ lại lấy cho mà đâm đen. Đâm đen em xem là chị 15 ngàn hiên. Thì cho mà đâm đen 15. Thì em ra xem lại em xin một chặn nha. Cho mà chả lên mặt ở nhà mặt rưới nè mà chị này. Các cô xử như vậy sờ luôn. 55 cân đổ về lấy nhưng mà áo hông đem xe 10 ngàn hay áo hông 10k giúp em. Thế nhưng mà áo hông 10k. Mà cả là mặc ở nhà mặc sư rươi luôn. Đuôi đi thôi hả? Thế nhưng mà đuôi đi mà chị hết 50 cân đổ lại lấy nhưng mà đuôi đuôi đem xe 5 ngàn hay đuôi 5 ngàn. Thế nhưng mà đuôi 5k. Cũng cảm ơn GCC này. Đuôi 5k giúp em ha. Chứ một cái đâm yếm nhé mà chị Hiên, đâm yếm xanh này ha. Hôm nay tâm 47, 48 cân thoải mái hi. Thế nhưng mà đâm xanh lên xe 15 này. Đâm xanh 15. Đâm cam. Đâm cam 10 cho ta coi này. Đâm cam thương thương đây này. Mô mở đó chi 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 đây. Thì em ra xem lại em xin một chặn nha. Thì chấm một cái đen đen rợt tay đó mẹ chị hả? Lấy chứ mà đen rợt tay này 55 cân đồ về thoải mái hả? Lấy chứ mà đen rợt tay như 10 ngàn luôn hả? 50 cho chị Thí Phin. Lấy chứ mà đen rợt tay 10 luôn. Cái bún sạm đấy cũng mạc hả mẹ chị hả? Hôm nay 45, 46 cân đồ là thế. Lấy chứ mà bún sạm 5k. Túi đỏ ở sau cho mình xem. Thì ok chị Cúc Cao này. Túi ha em giờ tìm một lượt túi luôn mẹ chị hả? Túi tụi chân đeo cho em hay tụi chân đeo đỏ này hay hoặc tụi đỏ cũng được ha. Bên trong này chị hay tụi đeo đang xem là 40 ngàn hay tụi đeo 40 ngàn 3 năm thêm một cái em tụi đây nữa ha. Tụi nên là đừng bỏ tay ngắn luôn mà chị này hay đó bên trong tháo hô ngắn này ha. Ngắn này bỏ tay ngắn luôn ha. Áo 3 năm cho hóa băng lăng sau nữa này thật sự có hai ngăn nhỏ rồi mà chị hay cái tụi đeo xem là mày đây ha 55k hả? Tụi lên 55k lên nhưng mà tụi nấu 55 hay tụi nấu 55k. Lô hô su ca này. Thì cho một cái em ý lơ đấy mẹ chị hả? Tụi đây là tụi xin so nhưng mà chị hả? Giá đô đẹp ra sức đô cơ. Chắc chắn chưa hả? Thôi mẹ chị nhìn cái giá này hả? Rồi dồn đơn cho chị Thi Phiên. Nè, dập logo ở đây giùm em luôn ha. Bên trong rồi đây mẹ chị này. À, đẹp chưa ha? Cái tụi em xem 79 nha. Tụi đây cái giá sướng lắm mẹ chị ơi. Không còn phải là còn đứt cái thứ nữa, đứt nó phải đứt mơ gì mà bị sụt ra, phải đầy lại thôi. Đó cái tụi này là bá xin luôn nhưng mà em nha, mà chị cái giá này ha. Bá xin là mệt ơi, rất đô còn đẹp nữa ha, 79k.
Thì cái một cái sọc rín này mà chị hết phóng lên tầm 1 6 4 7 cân luôn cho em hết lên cho mà sọc rín 10. Sọc rín 10. Thì cái mà sọc rín 2 này 50 cân đồ lại hết sọc rín 20 cá luôn hả? 50 cân đồ lại lên cho mà sọc rín 2 20 cá luôn. Thì cái mà sọc rín 3 hết 50 cân luôn cho em hết lên cho mà sọc rín 30 cá. Này, đặc biệt ngon luôn hết. Để bên nhà đấy mày đưa ruột đỏ tuổi đỏ dai mẹ phân rất cao tuổi đỏ là dai mẹ phân luôn quá tôi chắc hay lắm rồi 20 chị ơi xem lái xin một chậm hai bên này ẩn rồi tuổi đỏ sai 23 chị nhá tôi đi xem tuổi đỏ đó tôi sẽ xem ra chưa rồi mấy. Cái đấy là size 23 chị hả? Size 23 anh chị ơi. Mấy đôi guộc đỏ bao nhiêu à? Chị Trúc 7 á. Chị muốn xem cái đôi guộc màu nào ạ? À? Em có hai đôi. Mấy. Mấy. Tôi nấu dai con đôi guộc đó. Sọc đến 3, sọc đến 1. Sọc đến 3, 5 tên, sọc đến 1 con đầu tiên. Gần cả đi ngang à? Ừ. Sọc đến 3 cho chị Trúc 7 à. Sọc đến 1 cho Hoa Băng Lăng. Chị Trúc 7 à cho em thông tin nhé. Hello cho Ngọc Vi, Ngọc tặng size 7 rồi chị. Ngọc tặng là size 36, em hết 36 rưỡi á. Tụi nấu ra bao nhiêu? 36 rưỡi em hả? Tuổi đỏ bao nhiêu tiền em là tuổi đỏ 40 ngàn chị hả? Đây ha, cái đây là 36 rưỡi hả? Tuổi đỏ là 40, tuổi nâu là dai mẹ hả? Cái đây là 1 hả? Không đối tuổi đỏ là 1. Tuổi đỏ là size 25 chị hả? À, tuổi nâu là size 25 nhá, dai hơn bên tay phúc. Tuổi đây đừng kiên cái nặng này, bó lăng lăng luôn. 500, 200, 150. Sao lại đừng hộp sang. Thiệt nha chị em ơi. Nha, bộ này. Gón đơn được chị nhá, chị thi phim nhá. Cho xem, cúc cá cho xem. Cho xem đi chị. Cũng là chị hỏi chị tí kéo đến. Cái tuổi á chị, tuổi nấu ha, tuổi nấu là tuổi nấu. Tuổi nấu thôi đó. Thì chắc một cái chân vậy nhé mà chị hay chân vậy nó là chân vậy sụp dập lý hết 50 cân nồi lại hay lên chứ mà chân vậy dập lý. Dập lý này em xem mà chị là mày đây 15 ngàn hay chứ mà dập lý 15. Dập lý sụp quá mà chị hay sụp dập lý. Đây chị vắng thì bê này. Thì cái mẹ chị em ơi, thì cái một em tiếng vầy già nữa mà chị hết. Tiếng vầy già này. Mà tiếng vầy già mở cực đẹp vậy lúc mà chị hết. Xóm tầm 17, 18 cứng với em hả? Bạn này em nhỏ nhỏ tầm 74 về thôi. Bụng ngon, bụng sẵn, bụng bày đi hết. Thì cái mẹ tiếng vầy già này. Xem mà chị 29 nha, hay tiếng vầy già 29 cả mở cực luôn này. Mở cực này mà chị nhìn cái nục này. Nó đẹp thì sợ chứ hả? Thì cái mẹ tiếng vầy già 29 cả. Chị bà bán chút tiếp em. Chị kiếm một cái đâm nha mà chị. Đâm này, đâm 2 giây này. Hôm nay là tầm 55 cân đồ về giúp em hay lên chứ mà. Thôi 50 cân đi mà chị ơi. Thôi 50 cân đi hả? Thì chứ mà đâm 2 giây em xem mà chị là 25 ngàn hay 2 giây 25. Ờ, thể thao trọng mà chị không em. Thì chuông chuông á, có thể, có thể đấy đấy. Đấy đấy hả? Nó tạm, em đã chỉnh lên con đôi này thôi chị ơi. Nó tạm lên con đôi này thôi hả? Nó đưa mà không này thôi. Dạ rồi, ok chị ta coi thì. Nè, bên nha cán không ẩn nữa đâu nghe. Chứ phải không nghe. Rồi, em vô đường cho chị thi phim thôi nhá. Có thể tháo chẳng bắt chị chưa? Chém một cái nhu nữa mà chị hay lấy cái màu nhu đi với mẹ ha. Phong lên 60 cân thoải mái hay lấy cái màu nhu. Nhu này em xem mà chị 25 ngàn hả? Cái màu nhu 25k. Chị Trúc 7 la cho em số điện thoại và địa chỉ nhá.
Thì chắc một cái ao lanh lắm mà chị hi. Ao lanh này hi. Này giá trên nó là 220 nè mà chị này hi. 220 đẹp chưa? Cái áo cầm chất xưởng lắm mà chị ha. Hôm nay tâm bông 6 bông 7 cân đồ lại hay lấy cái màu len, len len xem mà chị 39 ngàn hay cái màu len 39. Đôi thể thao trắng đỏ size Mỹ và Mỹ tiên. Đôi thể thao trắng gì đấy là size 38 chị nhá, 110 thì. Đây đây là 110k. Còn đôi hông là 100k. Vậy trắng sau bao nhiêu chị? Thế lên đây sẽ trắng sau là 80 anh hi. Thì trắng sau là 80k thì nó mặc trẻ vai xinh hơn á hơn. Dùng đơn chủ nấu đúng chưa? Tôi nấu 55 cho chị Phương Lê. Vô đơn cho chị Phương Lê. Chị Phương Lê cho em lại số điện thoại nhá. Thì chấm một cái sẹt đấy mẹ chị hả? Thì chấm một cái sẹt. Đi lên hả? Đi lên đây con sợ nó lén chị không mặc vừa nhá. Sẵn bị bậy đồ lại thôi. Thì chấm một cái sẹt chứ mẹ chị hãy sẹt chứ mẹ em ha. Hôm nay là tầm 50 cân với mẹ em thì chị Trúc sẽ bên nào cho em thông tin nhá. Con ơi, nếu không là củi lá là em phải xả ra. Đây là cái mặt sẹt nú hả? Mẹ chị chân vậy bên trong là cực kỳ đẹp luôn hả? Sẹt nú em xem mẹ chị là 89 nha hả? Sẹt nú là 89k hả? Nhưng mà sẹt nú là 89k. Ai đang xem lái xin một cảnh này mình không được làm này. Không được lái. Lái bữa lái này. Chị mua để danh thì. Có con dinh da nám không? Dạ, hôm qua vừa lái xong luôn chị vẫn thì bê. Qua vừa lái xe xong nhiều lắm. Để chấm một eo nú nữa mà chị hi. Hôm nay tăng 52 cân rồi là hay thơ 50 cân đấy hình lên cho mà nú nú ném xe 19 hay ảo nú 19. Ảo nú 19 ca. Cho mày cho con lén đi mặt sướng như mày chị hi. Chắc đô sướng lắm ha. 55 cân đột về hay lên cho mà lên dây nè, xem mà chị lên 59 ngàn hay lên dây 59. Bạn đi ra tông đôi đẹp mà Hùng à. À chị tấm hàng, chị chủ động inbox bên fanpage giúp em rồi nhá. Hoặc là kết thúc lại em sẽ gọi điện với chị ạ. Chị kết một câu lĩnh nhá mà chị hi. Lĩnh đây hơi cùng rồi nhá. Hôm nay tâm 48 cân đồ lại. Siêu phẩm mà em lâu lâu thì còn té siêu phẩm đấy chứ. Thế chứ mà ảo lĩnh này lĩnh đi lên xem mà chị 15 nha thế lên chứ mà lĩnh 15 chị ảo nó còn hơi bạc chứ mà chị hi chứ mà lĩnh 15 ca siêu phẩm nhiêu là chết mà hai bố chị cháu thấy lên hết rồi chứ. Nè thì chấm một cái yểm này ha, yểm bao xinh luôn mà chị ơi, yểm này đó ở dưới này là có bó chung ha. Và mình mặc lên như vậy và cột dây đằng sau này. Ủa trời ơi, đẹp chưa hả? Yếm giúp em ha, phóng lấy tâm 17, 18 cứng đồ lại lên mạng. Yếm đằng sau mà chị 30 hay yếm lùa 30. Thế thao không sai mấy. Sao 39 gì hết, nên cho bà yếm lùa 30 ngàn, đẹp ghê. Sai 39 giả 101 giả anh Trương nhá. Thì 100, đúng không là 100. Em bớt con 100 nhá. Tại vì em chứng ngơn, anh chứng ngơn, chứng ngơn có hơi bùi con mẹ đôi tên vừa đánh ra hả? Đôi hông này nó còn bày đối lần mà cả khách chụp á, cứ lại trong hộp á, mà cái đôi đinh hơi bùi. Hello chị Phạm Bích Thuy này. Thì cái một cái sọt rính này mà chị hết, tâm bông 7 tấn đồ la lên mà sọt rính 10 nha. Sọt rính 10. Thì cái một cái vầy phổi đó mà chị ơi, vầy phổi giùm em ha, xứng chưa? Hôm nay tâm 60 tấn đồ la hay lấy cái phổi, phổi đến xe 35 nha, hay lấy mà phổi 35. 35 ca. Trời ơi, con nó làm được dữ rồi, nó cất thịt, cất lấy mắt phạt đây. Xem nó xem lại, em xin một chậm nha. Để mang có bạn không, ní lê có em hả? Có. Thầy chị đang mang là xe 35k hả? Có đi sai á hả? Thầy chị thắt lên sau này. Thì chắc một cái sẹt chứ mà chị hay bụng 45 cấn đồ lại thôi. Đó. À, sẹt hết 45 cân đồ lại lên nhưng mà sẹt sẹt bên xeo 29 nha hay sẹt 29 ca cho em đổ qua cái thạc đi cho em lưu đồ lạnh quá anh
Thầy đây xem lại xem một trận nha. Thầy luôn. Không được cái này cái má. Có một cái bãi để ra cất nhịp nữa má. Thì thấy ai má. Tại nó màu tắt đi. Xẹt cho Thảo. Thảo hướng trước. Xẹt hết chỉnh ra. Chúng sọc về kéo không á. Thảo hướng trước lấy thông tin cho chị nhá. Hướng nữa cũng được cơ mà chị hết. Hướng đừng được nhá hả. Hôm nay 55 cân đồ lại giúp em hay lên. Hơi lên một cục xíu ở dưới này. Nên cho bà Rinh. Rinh em xem 15 ngàn hả. Nên cho bà Rinh 15, 55 cân đồ lại. Rinh 15k. Xẹt 29 cho chị Thảo hướng trương. Rồi bao nhiêu hơi công sở tự cho mà chị hiền. Rồi ok Thảo hướng trương này. Chấm một cái vải xanh ha. 55 cân đồ lại giúp em ha. Vải xanh đẹp ghê mà chị hiền. Vải xanh em xem mà chị 20 luôn ha. Nếu cho mà vải xanh 20 ngàn 55 cân đồ lại. Vải xanh 20 giúp em. Cái chấm mà xanh lục mà chị hết. Cái chấm một cái mà xanh lục rồi ha. 55 cân đồ lại luôn hay. Lấy chấm mà xanh lục 20 luôn mà chị hết. Xanh lục 20 luôn. Bao nhiêu hơi công sở cho mẹ chị ơi. Cái chấm một cái rèn rèn này ha. Rèn rèn. Hôm nay tâm bùng 7, bùng 8, bùng 9 cân đồ lại. Lấy chấm mà rèn 20 luôn mà chị hết. Rèn 20. Cái chấm một cái là áo len hay len xanh chuối 50 cân đồ lại hay lấy cho mà xanh chuối đây xem 15 ngàn hả. Đôi dây đen ha, đôi dây đen. Đôi dây nè. Đôi dây đi ra xe 37 hả. Xe 37 hả. Đó đây ha. Đôi dây xe 37 này. Xe 80k hả. Không đôi bên đây là xe 39 hả. Xe 39, 39 rưỡi chính là bằng nó to hơn 39 bằng mang được ha. Đôi đi ra tầm, đôi đi ra 110 hả. À 100k, 100k luôn. Cái chấm mà gặm hoa nữa mà chị hi. Hôm nay tâm bùng 6 cân đồ lại á. Gặm hoa 10k. Mà gặm hoa 10 nha. Cái chấm một cái áo đen mà chị ơi. Cái áo đen này ha. 64 cân ha. 64 cân hiện tại đó chị ơi. Thầy ở đây nè em nè. Lên cho màu áo 5k hay lên cho màu 5 ngàn. Áo 5k giúp em ha. Lên cho một cái đâm béo mà chị ơi. Đâm béo cho men nè. Hôm nay tâm 50 cân đồ lại hay lên cho màu béo. Béo đang xem 19 ngàn luôn hả. Béo 19. Mặt béo 19 ngàn. Nàng còn lá già được không. Chị đã chỗ nào đang mưa đang lạnh thì mua cái già này đi nha. À xin luôn hả. Thảo quán cho Bảo Ngọc. Hôm nay 50 cân đồ lại hay lên cho mà gia tiệm đây. Gia tiệm đấy xem mà chị 30 ngàn hay gia tiệm 30 đẹp chưa. Nhưng mà gia tiệm 30k hay 50 cân đồ lại. Mua đầy danh cũng được hay mà chị. Mà chị hay thì da đẹp chưa. Mà cũng xinh xinh nè. Gia tiệm 30k. Cái da nú nè. Da nú nè đi lượt. Thế ra xem lại xin một trận nhé. Áo lắm. Thì chấm một cái. Thì chấm một cái vầy đen ấy mà chị hay. Vầy đen hai bên tay lòng phong phong lên đấy mà chị thấy không. Cái cổ là hơi cao xỉu ha. 55, 57 cũng thoải mái cho em hay lên cho mà đâm đen. Đâm đen lên xe 19 nha ha. Đâm đen đẹp cho mà chị này. Thì chấm mà đâm đen 19k ha. Đó tay phong lên đây này. Nhưng mà đâm đen 19. Cấm đen mới chuyển giúp em. Thì
cái mà đâm vón vang là chị hay đâm vón vang như em ha. Hôm nay tâm bùng bảy bùng tám bùng chín cứng rồi là hay lấy mà vân vang em xem mà chị hai chục thì thôi tí em chị thị nhá, chị thị em nhá, vân vang 20 bích trăm đâm đến. Thì chấm một cái da này này ha, chấm mà da cá rô đấy mà chị ha, da cá rô này đâm đến 20 cho bích trăm. Hôm nay tâm ăn 50 cân đồ lại cho em ha, lấy cho mà già caro đem xem mà chị 29 nha hay. 50 cân đồ lại hay lấy cho mà già caro 29 cho. Già caro 29 nha. Cái mục đâm đọt đâm hông phụ giùm em ha. Hương Nari xem lại đem giấy mua hè. Đem giấy mua em hè. Đang giấy mới lên hương đăng đi hà. Đang tặng ha, cái đang tặng hai giấy nữa hả? Phải cái đâm đi nha. Dạ ok chị bích trập nhá. Phải cái đi nha, phải là cái mô. Đang dây á. Dây đem à, đi. Dây đi con. Tại sao ba chị bùng mới á nhỉ? Tại sao ba chị bùng mới hả? À, đôi nên em ha, hay là đôi sành đan, đôi đi xem một tập hôm nay thì em mới. Còn đôi guộc nữa mà chị thấy còn đôi guộc này, đôi dẹp guộc ha, sao ba bày cho em đi, ta lấy cái mày dẹp guộc em xem mày chị ba chỉnh ngang hay lấy cái mày dẹp guộc đây ba mới chỉnh ngang, sao ba bày giúp em ha, này guộc cái mày chị thấy đẹp ha. Để cho bài dẹp buộc 39 nha hay sao 37 hả? Để cho một cái 5 cam mà chị ơi, 5 cam cho em ha. Hôm nay 50 cân đồ lại hay lấy cho mà 5 cam em xem mà chị 15 ngang luôn hả? Để cho mà 5 cam 15. Để cho một cái măng tô mua vang đó mà chị ơi. Buộc cho hô su cá này. Hôm nay là tâm bùng 6 cân đồ lại thôi mà chị hay bùng 6 bùng 7 á mà chị ơi ha. Rồi em thì bùng 8 cân thì cũng vừa mà bị nít đó ha. Lấy cái bài măng tô vang, em xem mà chị 20 ngang luôn hả? Dẹp buộc 39 cho hô số cá. Lấy cái mà măng tô vang 20 luôn. Măng tô đẹp chưa? Tô vang 20 ca. Đâm hoa nó đẹp lắm mà chị ơi. Đâm hoa vậy là ôm ôm body nha mà chị hiền. Hên lên cho bà đâm hoa xanh giùm em. Hôm nay tâm màu lắm màu 6 cân đó hên. Lấy cái màu hoa xanh này 29 nha. Cái màu hoa xanh này 29k đẹp chưa. Hoa xanh 29 nha. Ra xanh lam xin một chậm nha. Thì cho một cái đâm chậm bi hả? Đâm chậm bi hông 50 cân đồ lại, đâm chậm bi hông 10 ngang. Bi hông 10k. Thì cho mà văng đi mẹ chị hả? Thì cho mà văng này. Hôm nay tâm bùng 8 bùng 9 cân đồ lại hả? Văng lên xem mẹ chị 20 ngang hay văng lùa này hả? Thì cho mà văng 20. Kể cho mà văn 2 lên cho mà văn 2 nha. Hôm nay cùng tâm 18 bùng 9 cân đô la hay văn 2 20 luôn. Cho một cái túi sách cho mày chị hiền. Ừ, đây là chất giả đẹp gì sờ luôn mà chị nè hả? Và chậm bí không cho bà Ngọc. Nè, cái cong này ngắn này hả? Rất nhiều ngắn, giá rất đẹp chứ hả? Đến mà tuổi sinh chuối, đây em xem mà chị 20 ngàn hả? Còn dịp đôi nhật dịp vào đấy nè mà chị. Mà chất giả rất là đẹp luôn hả? Cái tuổi đó chất giả bên gì sờ luôn nè. Cái tuổi xanh em xem mà chị 20 ngàn hả? Tuổi xanh 20.
120k. Để chẳng bị hại chứng hợp tác. Tuổi cho Hosuka này. À, chị Hoan Nhi, chị chụp cái chim hè. Có ẩn comment chị Hoan Nhi không? Chị Hoan Nhi, chị qua căn chỉnh đi. À, chị Hoan Nhi, chị có chụp hai món nhá. Một món là rin 50k và một món là áo đen 5, em chụp cho chị rồi nhá. Chị cho một đôi dây nhá, mà chị hay dây này 2-30 cho em hả? Tuổi 20 cho Thảo Hướng trước. Dây này là xài 2-30 cho em ha, lấy cho mày dây đen em xài 20 luôn nha. Dây đen em xài 20 nha, trời ơi mà cứng lắm mà chị nè. Mày có chị Thảo Hướng trước như vậy. Thôi cho em chụp cái chị á. Chụp cho hô số cá mắt. Hô số cá chụp sau. À. Hô số cá hết tuổi lên nhá. Dây cho Thảo Hướng trước luôn kìa. Dây nữa. Dây luôn. Dây 20 cho Thảo Hướng trước. Hosuka, à, theo mày chủ là em chụp 6 nhá. Em 6 cho Hosuka hay Thảo Hướng trước trước này. Chỉ phải cái bé của Thảo Hướng trước mà chỉ đọc của em, nhưng mà kiểm tra lại là bằng cái trước hay. Tiếp cho em mà chị ơi hả? Để cho một cái áo vón hả? Áo đòi cho em hả? Không ba lô không chị? Hiện tại là không có ba lô, trang nguyên nhất 45 cân đồ lại hay lấy cho mà là áo đòi, đòi đây xem 10 ngàn. Dây đen. Dây đen hết cái gì hả? Dây đen dây đó gì kiếm dịp nhá. Để cho mà áo đòi 10k hả? Chứ mà tiền vai hoa này 55, 57 cân thoải mái 60 cân là vừa đó mà chị hả? Để cho mà tiền vai hoa này 19 ngàn. Tiền vai hoa 19. Thế đây đang hai đang tới là mặc hoa 2, mua hoa lại cho người tứ này mà chia hết. Cái màu hoa nó mới chín hết. Thế đấy. Không có tiếng hả? Đã dùng á. Thế. Thế chứ một chân vải hay chân vải đuôi cả cho mẹ ha. 55 cân đồ là hay lấy cho mà chân vải đem xeo 35 ngàn hả? Thế chân vải 30 hay chân vải 30. Thế chứ mà tụi chân vải 30 ngàn hả? Chân vải đuôi cả hả? Tụi đòi nó chia chân thì xuyên này. Chị đọc 40k chị hả? À, chị đọc này. À, tụi đây là tụi mới nhá, tụi mới á. Nghe. Để cho một cuốc đen nhưng mà chị hả? Cuốc đen chút như vậy nó cả nha hả? À, à phòng này tầm 45, 46 cân với em hả? Thế chứ mà cuốc đen xem mới thì mới chịu ngang luôn hả? Cuốc đen mới chịu. Cái mà áo gỗ nữa mà chị thấy áo gỗ có rất tóc ha. 55 cân thoải mái cho em hả? Lấy cái mà áo gỗ có rất tóc em xem mà chị 25 ngàn hả? Gỗ có rất tóc 25k. Cái một cái vải con tem nữa mà chị thấy 55 cân thoải mái bao bi thoải mái cho em hả? Lấy cái mà về cam em xem mà chị 39 ngàn hả? Về cam 39k. Đẹp chưa? Bao bi mặt mẹ không nên thoải mái ha. Lấy cái mà là về cam 39k. Hoặc bà nào mà thích mặc phong dai, à phong không? Phong ngực ấy. Thì cái mặt đâm vào luôn mà chị hả? Đâm vào này. Phong đi 45, 46 cân với em hả? Đâm vào đẹp chứ hả? Thì cái mặt đâm vào nên xem 35 ngàn hả? Cái mặt đâm vào 35. Thì cái một cái rính này. Rính lưng trúng nha mà chị hả? Vậy chẳng sau bao nhiêu xài gì? Xe và trạng 6 là xe xe đó hả? 79k chị hả? Áo trắng laptop cho chị à. Ta coi này, 25 ngàn nè. Nè. Cái một cái cuốn rinh đó mà chị hả? Hôm nay tâm 7-8 cân đô la nè. Rinh đang xem mà chị 20 hả? Rinh 20 nha. Cuốn rinh thêm đi. Rinh thêm cái mùi đó. Làm kiểu tế này hả? Áo trắng crop top 25 cho chị Thi Phin. Thì chứ một kèo lén đó mà chị hả? Lén này. Dạ đây là 75 ngàn mà chị hả? Thì chứ mà lên hông 45 cân rồi là hả? Lên hông lên sao mà chị 25 ngàn hả? Lên hông 25k. Lên hông 25 kia.
À, đây xin like xin một chậm mà. Nếm nó sẽ lên một lô dây dây dẹp à. Cái lượng mà trẻ em thấy hăng mười hi. Em một xin một chậm nhiệt tinh nha mẹ chị em ơi. Này cái đấy không bờ còn bà sáu nữa. Không bỏ. Thôi còn bà sẽ mất. Đủ. Nó xong rồi hả? Em kẹt cái bao nữa ra mẹ chị đẹp ơi. Chị Hoàng Nhi anh quên chị được hả? Em cho chị tâm ngô này, cảm ơn hương sư ca này. Cho cái đám tinh đẹp chứ mẹ chị này. Ở khi vừa hoạt bà muốn hoạt phóng 65 cân phải không? Này chị nói hoạt sao phóng 65 cân hả? Có cái đám này nó phóng 65 cân được, ghê thoải mái nè mẹ chị hả? Mẹ chị mới cao to 57, 55 cân luôn mặc cũng được nè hả? Đó, đẹp chứ hả? Ủa cái năm đẹp ghế này mẹ chị nè ha. Nhìn sạc cần cầm giùm em ha. Thế nhưng mà năm đen Hoàng Nhi mình tưởng hai bạn đã quên mũi rồi nữa chứ. Đừng đừng ngủ hiêm phương ở trên đi mà ngủ trên nữa. Thế nhưng mà năm đen em lên xem mẹ chị 39 ngàn ha. Thế nhưng mà đem 39 ca đẹp chứ. Thế nhưng một cái năm đen 39 ngàn ha. Chị năm tư 55 tới 65 cũng là mặt vừa đẹp rồi. Thế nhưng mà năm đen 39 ngàn. Thì cho một cái sơ mi lùa nám nha mẹ chị hết. Hôm nay 55 cân thoải mái hết. Thì cho mà sơ mi lùa nám, sơ mi lùa nám xem mẹ chị 19 ngàn hết. Sơ mi lùa 19. Hello Titi Nguyễn này. Sơ mi lùa nám là 19 hết. Thì cho một cái sơ mi hoa nám nha mẹ chị hết. Hôm nay còn 55 cân lắm mẹ chị hết. Thế nhưng mà sơ mi hoa nám em xem 15. Sơ mi hoa nám 15 ca. Mới xong đó. Ừ. Thì chứ một cái vây sọc cho mẹ chị hết không, nó xong lắm 70 cân thoải mái này hết. Ồ, ồ, coi này. Xong lắm 70 cân thoải mái đấy, chứ mà đang sọc con sọc lên xe 30 hết, sọc 30. Chị đã vừa hoàn phóng 60-65 cân mới rồi này hết, thì chứ một cái yếm này hết, yếm nó xinh chưa? Nên chứ mà yên xanh ha, hôm nay 55-57 cân thôi mà hi, sáu mươi ai mà có cao thì 70 cân hay, nên chứ mà yên xanh xe 30 luôn hi, yên xanh 30 luôn. Thì cái một cái sơ mi lùa nám nữa hay sơ mi chữ này, nên chứ mà sơ mi chữ 55 cân đồ lại, sơ mi chữ em xem 10 ngàn hi, sơ mi chữ 10 ca. Thì cái mặt đâm hi, đâm mặt rồi, này, đâm hi, thì cái mặt đâm đen đó mẹ chị ha, nắm mơ. 60 cân đồ lại hết lên cho mà nó đâm đen đen lên xem mà chị 25k đen 25 ngàn. Chị thấy một yếm dục ở kia yếm chết kia nên em mà chị đây chắc chắc nữa. Thế cho mà yếm hết không lấy 65 70 cân thoải mái này. Thế cho mà yếm yếm lên xem mà chị 25k 20 hết yếm 20 bán xe bưu. Ừ có một con vai tại xe bưu 5 chén chắc. Thế cho một cái vai sẵn nha mà chị hết 55, 57 cân như men hay lấy cho mà vây xanh 25 ngàn hay lấy cho mà vây xanh 25k vây xanh 25 bít xa đi chị đang bít xa cho hột luôn này hay áo phóng nó cũng sao lắm 70 cân thoải mái này hơ sơ mi chừ áo phóng nó sao lắm 70 cân thoải mái hay lấy cho mà đâm chị đây, đâm sơ mi đi mẹ chị, em gọi là đâm sơ mi đi. Sơ mi chữ 10 chứ chị thì fit. Nhưng mà đâm sơ mi này 25k, cái tay lên mẹ chị. À đâm sơ mi này 25 ngàn, biết size này, hồi biết size rồi. Mẹ
chứ một cái lên cám giùm em hay là nhưng mà lên cám khoảng nó không sâu lắm mà sâu lắm cũng thoải mái hay là nhưng mà lên cám này 20 thì lên cám 20 thì chứ một cung trên nam mà chị hi hôm nay 57 58 cũng thoải mái hi 57 58 cũng thoải mái cái cung đẹp chưa thì nhưng mà cung nam này 20 ngàn cung nam 20k cung nam 20 thì chứ một cái đâm hông giùm em ha năm sáu hai năm thì chắc mà đâm cám ha hôm nay năm năm tương đồ về cám em xem mà chị mới mới chị nha thế cám năm mới chị vậy sau 25 chứ chị bên trong thì chắc mà cung nám chứ nhưng mà chị thì cung trường nám này ha hôm nay cám 60 cân đồ là thế lấy nhưng mà trường nám em xem 15 ngàn trường nám 15k thì cho em một em body thì đâm đi đâm xuống mà chị hết 55 cân đồ về đấy nhưng mà xuống đen em xem mà chị 20 ngàn luôn hả xuống đen 20 xuống đen 20k lên tập đi đi còn một đôi bẻ bộ đôi bẻ giúp em chứ mà chị có dính dập bên đây nè đôi là đôi mới ha bộ đôi bẻ 80-34 cân đồ lại giúp em hay đây nhưng mà bộ vang bẻ em xem 15 ngàn hả bộ vang bẻ 15k nhưng mà mua vào 75k bỏ bi này thì cái một cái đâm lanh giùm em ha đâm lanh này họ nói tâm vùng 7 cứng đồ lai hay đâm lanh 10 nha lanh 10 ui nặng lanh 10k giúp em thì cái một kèo hông nhưng mà chị phóng như thế năm 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 bảy cứng đồ lai thì mày ở hông 10k hay nhưng mà không nguy cả cặn nên đẹp nên mày chị thế nhưng mà vậy cặn như mày hết mày cặn này hôm nay tâm 60-65 cân thoải mái mày chị hết nếu như mà mày cặn em xem mày chị 29 nha thế mày cặn 29k 60-65 cân thoải mái thì cái một cái đấm sạm này này hết nó đấm sạm này này hôm nay tâm 57-58 cân thoải mái thì nhưng mà đâm sạm sạm em xem 20 thì sạm 20 sạm 20k thì cái một cái đâm tím nè đâm tím giúp em ha hôm nay tâm 58-59 cân đô la thì nhưng mà đâm tím này 20 ngàn tím 20 tím 20k thì cho một cái đen nữa ha hôm nay cũng 60-65 cân thoải mái đi thì chứ mà đâm đen 19 bốn đỏ hả chị Trinh thì xuống á chị có bốn đỏ giúp em được không ạ à? Hỏi cái gì à có chị cái là bốn đỏ không em bốn đỏ chị thì cái mà đâm hai lợp tôi là chị đâm hai lợp này ha hôm nay đâm 7-8 cân thoải mái 60 cân đồ về hay đấy nhưng mà hai lợp đến xem mà chị 25 ngàn hay hai lợp 25k hai lợp 25 ngàn dạ hello em hello Hà Thủy thì cái một cái da đỏ đó mà chị hi cho đó đấy là mầm đục lại và để mặc làm gì diệp nè gì đi lên hả năm năm cân đồ về hết hết cho mà đó da đỏ em sao 20 luôn hết da đỏ hết nha diệp ấy cần chất cái chất này chất này là mặt bạc chứ không nặng hết đang trưởng cũng có một cái đưa mày kia đứng dập lý đi này thế chắc miếng này di dập đấy nhưng mà có hai lớp thấy bên trong có một lớp nữa hay ha thì biết cái mặt mặt rồi hả thế chứ một cái ảo đấy mà chị hiên ảo rồi ảo phóng như đi hiên hôm nay ra tâm 50 cân đồ lai đi mà chị hiên lên cái mạo ảo đem xem mà chị 10k luôn hiên ảo 10 ngàn để cái mạo hoa 10k đẹp chưa hoa 10k
Thì chứ một cái nhu này thì chứ mà đâm nhu cho em đây. 55 57 cân đồ lại hay lên nhưng mà nhu nhu 19. Thế nhưng mà nhu 19 ca. Thì một cái len hông mà chị hết. Len hông. Hôm nay tầm 17 cân đồ lại len hông 10 ca luôn, len hông 10 ca. Nó dân lành mặt này kia. Thì chứ một cái đâm lụa xanh. 50 cân đồ lại hay lụa xanh em xem mà chị 19 ngàn hay thế nhưng mà lụa xanh 19. Lụa xanh 19 ca. Khóa 10 chứ Bảo Ngọc. Nhu. Nhu Tết. Thì cái một cái đâm nhung phổi rén đó mà chị thấy gì nên là nhung này, để nó ra rén ha. Vậy nhu 19 cho Bích Trâm. Hôm nay là tầm 50 cân đồ là thế đấy nhưng mà nhung đấy hay nhung đấy em xem mà chị 20 thì nhung 20. Nhung 20k. Để em một cái chân vải đỏ đó mà chị hiểu. Ở đây tầm 16, 17 cân đồ lại chân vải 10 nha. Chân vải 10k. Đâm hông nè ha. Đâm hông dai tay 50 cân đồ lại lên nhưng mà đâm hông em xem 15 nha. Chứ mà đen ren hả? Đen ren giùm em. Hôm nay tầm 19 cân đồ lại hay 18, 19 cân lên nhưng mà đen ren 20. Đen ren 20k. Thì chứ một cái đấm sọc ha, đen sọc rồi ha. Mùng 8, mùng 9 cấn đồ lại đẹp chứ. Thế nhưng mà đen sọc 19 nha. Đen sọc 19 ca. Chứ một cái lùa đen mà chị thấy lùa đen hai bên tay đây có đồ của vải nhá. Hôm nay tầm 50 cấn đồ lại lên nhưng mà lùa đen lên xeo 20 hay lùa đen 20. Lùa đen 20k. Cái một cái vảy hông cám thôi, nhưng mà vảy hông cám nó 50 cân đồ lại, vảy hông cám 10 nha. Vảy hông cám 10k chị em. Với một cái tặng hoa giúp em nhưng mà chị hay tặng hoa. 50 cân, 52 cân đồ lại tặng hoa 10k luôn hay cậu đang trượt xỉu cái giặt giúp em hay tặng hoa 10k. Chị ta chị cười hứng này. Tặng hoa 10. Cái một cái lùa hoa này hết, nhưng mà lùa hoa đi 50 cân đồ lại lùa hoa đem xem mà chị mới chịu. Lùa hoa mới chịu nha. Chẳng hoa mưa chứ Bảo Ngọc. À mới lại vẹt thật. Vẹt cái giọng kiểu mà bên vai em còn dịnh ra. Sao bông giặt đó mẹ chị nè. Nhưng hơi cẩn thận ha, để giặt lại giúp em nếu chứ mà vẹt thì 17, 18 cấn đồ lại hay vẹt đến xem này chỉ 15 ngàn hay nếu chứ mà vẹt đen 15 đẹp chứ 15 ngàn còn ngờ vẹt nếu chứ mà vẹt đen 15 50 đó. Nên đi hoa lùa, à không phải là niệm 15. Thì chứ một cái đâm lùa hóa chứ ai chị. Thì chứ mà lùa hông đi mẹ chị. Thì chứ mà đâm lùa hông. Hôm nay tầm 18, 19 cân đồ là lùa hông em xem mẹ chị 20 hay lùa hông 20 nha. Đẹp chưa hề. Còn 2 tuổi nha. Lùa hông 20. Lùa hông 20k. Để ra xem lại xin một chậm mà. Cái một cái bộ xanh nha mẹ chị hay bộ xanh cho men nè. Bộ này là bộ hoa con nêu cho men ha. Hôm nay tầm 50 cân đồ lại hả? Tao cũng ngộ hay lấy cái bộ xanh em xem mẹ chị 20 luôn hả? Bộ xanh 20 ngang 50 cân đồ lại nè. Nhưng mà bộ xanh 20. Không.
Cảm ơn chị Thảo. Thảo Hương Tương này. Màu xanh 20k hay. Chị cho một bộ bẹ này mà chị hay. Bộ bẹ này nè. Bẹ thấy bẹ tâm bi 15 cân bộ lai cho em hay. Chứ mà bộ bẹ nên xem mà chị 20 luôn hay. Bộ bẹ 20 nè. Mặt rưỡi nè mà chị hay. Mẹ mặt này đến mặt rưỡi luôn. Bộ bẹ 20 nha. Mấy thịt mắt. Ờ, mình nó thế. Không. Đi cho cái ăn phải cho nó phải đi cái chỗ đó chứ. À đây xem lại em xin một chặng rồi nha mình ơi. Hỏi đọc comment đi bằng ơi. Thì bè rén nó đẹp chứ mà chị này. Bè rén con mực cũng đẹp vậy chứ. Xanh 20 cho chị Tâm Ngô. Để xanh 20 cho chị Tâm Ngô. Ô. Xanh đó. À bên này nó sẽ xanh bên cái bố xanh. Chị Tâm Ngô lại sẽ xanh bè gại đúng không chị Tâm Ngô? Chị Hoa Nhi chị có mấy xanh là bố xanh hay là sẽ xanh bè gại? Chị chém một kìa. Đấm rén mà chị hay bụng tặng cái đồ lai rén em xe 20 luôn hả? Đây 20 luôn. Cái cả bố sắn về sẽ sắn đầy gại thì. Cả 20 đứa chục bố sắn. Chị ta mua hút được cái này hả chị? Không, bích trăm phương dung. Nên mày mới làm em. À, mới nghĩ là bố sắn là có bích trăm chục bố sắn. Phương dung cũng chục bố sắn 20. Nhưng mà 20 nữa đó. Bố sắn sẽ sắn. Bên đi cùng bố sắn. Chị Tâm Ngô chị lại đô ba bố sắn mày gãi hết mày trái chị Tâm Ngô ơi. Sắn con như tục được. Nên bên này không hiền thì chị Tâm Ngô. Không hiền đây đủ này. Sắn là con như tục được. Đấy, vậy này, đây này. Một cái đứa nó chụp đấy. Mà chị có mấy cái em mày gãi hết mày gãi dân với. Cô sánh bè gài chứ chi Tấm Ngô. Hai cái mang hả sánh sánh thì vẫn đẹp cái gì. À, tại vì một bộ nó mang sánh của bè gài và một sẽ sánh của bè trái ạ. À. Giờ em con sẽ sánh của bè trái, các chị có mân rồi giúp em về. Hai con bộ sánh này nó bộ nguy lượng đó. Bộ sánh này nó bộ nguy lượng đó. 50 cân đồ lại đó. Có bộ sánh mà kia tặng cung lô hoa còn mấy này. Kêu tặng với cuốn sánh này mà chị hiếp. Hai chục thì có mấy cho em thì? Còn mua sắn 50 nữa hả? Mua khoảng 50 nữa. Đây con mua sắn đó. Mua sắn là ai tình bi ở tặng đó. Thì chắc một cái đám sọc 20 lúc. Hôm nay là ta mà bụng tạm bụng chỉnh cấn đô la hết sọc, sọc lấy xem 15 ca. Mua rồi 6 tết. Mua cái trái hả? Mua lẫn rồi. Mua lẫn. Trái trái chín luôn. Ừ. Mua trái. Ờ quên. Không biết cái gì nữa. Không bấm trái mặt. Rồi, xong. Nên xem lại xin một chậm vậy à. Á, cái chỗ ảo tặng cuốn sắn. Ảo tặng cuốn sắn của chị Tâm Ngô. Con bố sắn này gãi với mày chị hết. Đây 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 đây. Đây mày chị hết con bồ đi hết. Ai xem lấy trực xem đẹp này hết. Mua xanh đẹp xanh hai giấy chứ rồi hiểu đó mà chị hiểu mấy sậu một cân đô la hiểu mấy lắm mấy sậu cân đô la có một bộ bẹ gãi này thôi 20 nha mấy cái bán bộ bẹ gãi hiểu coi bộ xanh á à bộ xanh lượng bộ xanh lượng đỏ hiệp rất là chi nhá bộ a thì nó cũng chụp bộ này cả bé hả bộ bộ đi bộ 50 kg cũng phải là 50k bộ 50 kg. Rồi lấy một lối dẹp dây dẹp nhé mày chị ấy. Một lối dây dẹp này.
Rồi, bộ sánh lợn thịt với cặp chị nhá. Bộ sánh lợn chị Tâm ngố chuột trước. Bây giờ em con bộ sánh nhỏ 20k. Nếu chị nào chuột thì comment bộ sánh nhỏ giúp em nhá. Bên nào cũng tưới nhỉ. Cũng đi tầm tạm em qua chồng hoặc là không nhiều. Mà chém nữa bọn em lấy một lô dây dẹp vào với lợn có tay em thì bứng vô cả lên thì cho đừng nuốt. Hai đang xem là em xin 100. Hello hành lý này. Hello Lily này lâu ngay quả hay Lily lâu ngay quả luôn. Chưa. Để ra xin làm xin một chặng cả nhà mình ơi. Đến một lô giùm em thôi. Lô đây là lô dây dẹp mẹ gãi và nguyên lợn ha. Xéo rè thôi mẹ chị Hiền. Xéo rè thôi. Để chỗ ngồi luôn. Có chanh banh đây được. Để cho một lỗ dẹp sụp đó mẹ chị Hiền. Dẹp sụp giùm em ha. Dẹp sụp xe mày đây. Có thể xài nữa hè. Tại đây xài 35 á mẹ chị Hiền. Xài 35 giùm em Hiền. Để cho mày dẹp sụp đến xeo 20 ngàn hả. Để cho mày dẹp sụp 20. Xài 35 giùm em Hiền. Để cho mày dẹp sụp 20k. Đẹp chưa. Dẹp sụp 20k. Này cao tâm 3 bùn phấn hả. Dẹp sụp 20. Xài 35 mẹ chị ơi. Cái một đôi búp bê này hả, búp bê đẹp chứ, size 36 này. Ô cái này còn tay dài bên trong chục xíu nữa mà chị thấy không, đôi em xem rẻ cho ha. Đôi em xem mà chị 10 ngang hả, thế nhưng mà đó đôi búp bê đỏ hả, búp bê đỏ 10k. Búp bê đỏ 10k, được hả? Thế nhưng mà búp bê đỏ 10 ngang. Chị thấy em nhớ thảo hương chưa? Cho xem gọt xanh sâu, kiểu chuyên cân. Số cái chuyên cân hả? Gọt xanh đẹp hả? Gọt xanh. Này ha. Đôi dây này là dây mở phun hộp hả? Dây hàng Quần Châu ha. Đôi này 100k hả? Chị cho một đôi dẹp vang này hả? Dẹp cái dẹp con nịt cho mẹ chị nè. Mua về cho mẹ mang này. Đó, đây ha. Thế chứ mày dẹp sụp vang size. Ủa đang ghi đây 35 luôn rồi, size 35 đấy hả? Dẹp sụp vang hay size 35 luôn, 20 hay dẹp sụp vang. Size 35 20k. Thế chứ mày dẹp sụp vang. Size 35 20k. Thế chứ một đôi 36 này hay. Lấy chứ mày dẹp đá này, dẹp đá size 36 hay. Dẹp đá này sale 25k hay, lấy chứ mày dẹp đá 25k hay. Dẹp đá 25k. Size 36 chứ mà chị Hiền. Dẹp đá 25. Đọc cho một đôi búp bê này hả. Đôi búp bê này size 35-36 chứ mẹ hả. 35 rưỡi chứ mà chị. Chị em size 35 chị tuyên cân á. Size này quên bảo chị. Đôi này là đôi size 35 rưỡi em hả. 35 rưỡi. Đôi gọt xanh á chị vừa chị tuyên cân nhá. Đã 25 cho quỷ mí. Này bà chị lấy cho một đôi dây búp bê hả? Đôi dây chắc già này ha. Đẹp kìa chứ. Hình bê già đấy 100k. Cái đôi nam xem bà chị 30 hả? Lấy cho mà búp bê già này xem 36 hả? 100k. À quên. Cái đôi cũng 35, 35 rưỡi hay 30 ngàn hả? Dạ đấy là 100k xem 30 đẹp chứ này. Lấy cho mà dẹp búp bê già 30. Búp bê già 30 ngàn. Thì cho một đôi búp bê bọng thế, da bọng hả? Da bọng giùm em size 39 nhé mà chị hả? Búp bê này, da bọng size 39 này.
rồi 220 nè mà chị thấy giá 220. Cái này em xem mà chị 30 luôn hay búp bê bóng 30. Chứ mà búp bê bóng 30. Búp bê bóng 30. Đọc được một bên thôi. Hai bên nhất. Mình chấm một đôi búp bê đi nè mà chị. Dây búp bê đò cho tổ hi. 10 ngàn. Đây búp bê nơ lên cho mà búp bê nơ hay sai đây là sai 36 giùm em hay. Nhưng mà búp bê nơ đây em xem mà chị 20 hay. Đẹp chưa? Cái form rí thôi mà chị. Nhưng mà búp bê nơ 20. Búp bê nơ 20k. Chứ một đôi dẹp nữa mà chị hi, đôi dẹp xanh sao ngọn nè hi. Sao 38 mà chị hi, 38 hi. Nếu như mà dẹp xanh này mà chị mua về cho chồng một con trai mang này hi. Nếu như mà dẹp xanh em sẽ 30 hi. 225 ngàn hi, dẹp xanh 25k. 30 nè đó, cái da nè đó. À, hoặc là chị nữa hoặc là búp bê da già hay là búp bê da bóng. Đây còn đưa da bóng đây nè nè. À, chị Phương Dung ơi, chị chuột đôi màu đen hay là chuột đôi da 30 ạ? Các chị đi xe 39 đó, phải không? À, da bọng đấy, à, đôi bọng đấy, phải chị? Đôi 39 đây, đừng quên chị Phương Dung. Đôi đi đây, đôi này đặt. Đôi bọng xa mỹ, đưa em chạy xem cái răng chị nhà cửa. Chị hả? Không. Em được chưa đỏ hả? Chị Tiên, chị Tiên mà. Em này hả? Đôi này ghi ra xài đằng sau là 225 và thêm 1.5 nữa. Rồi bên thường 35 rưỡi, 33 gần 36 hả? Em hả? 100k đôi đi 100 ngàn hàng khuôn hộp nha, hàng bởi khuôn hộp. Bên trái phải không? Bên nhậm hả? Đọc hai bên. Không, ý là tiên là bên nhậm không? Bên tiên là bên trái, em nhậm. Xanh 25. Xanh 25 đây. Phương Dung lại đôi 39 phán chi, đôi sai 39 phán chi ơi. Thì chắc mà dẹp sụp này hả? Dẹp sụp đỏ đó mà chị ơi. Thấy nó chắc sai 35 hả? Dẹp xanh 25 chứ chị Tấm Ngô. 225 này hả? Sao 35 đây lấy nhưng mà dập dập đò, dập đò này 20 hay dập đò 20. Đò 20 nha. Đò 20. Da da 30 ạ, da 30. Trời ơi, nó dẹp đẹp chứ sao 38 đó mà chị. Thôi búp bé da 30 cho chị Võ Thị Phương Dung. Chứ mà là dẹp đỏ nên xe mà chị 20 ngàn hay xe 38. Nên chứ mà dẹp đỏ 20. Dẹp đỏ 20k hay xe 38. Đôi con này con quẹt 20 ngàn nó dẹp. Chứ một đôi búp bê cái tí cho bẻ hay xe 32 giùm em hay. Nên chứ mà cái tí bẻ 20 luôn hay. Cái tí bẻ 20 ngàn xe 32 giùm mà chị hay 20k. Không có hai đuôi 32 hiệp. Thì chấm một cái nơ đỏ nữa mà chị hi. Đối gọt xanh cho chị Tuyên Trân. Thì chấm một cái giá luồng, giá hay giá luồng giùm em. Sao 35 giùm em ha. Mà chị bên trong đó không có bị bề giá chút xíu rồi ha. Rồi em xem mà chị 10 ngang luôn ha. Nếu cho mà giá luồng đỏ 10. Giá luồng đỏ 10. Cái lụa đỏ 10k. Tiền một đôi guộc cho bẻ nữa mà chị hi. Dẹp guộc và dây guộc cho bẻ này. Sao 34 giùm em thế. Thế chứ mày đáng bẻ hay đáng bẻ 30, đáng bẻ 30 nha thì đáng bẻ 30. Cá bột bê. B10 được. B10 tháng em, B10 được. Đó đó đó, đôi đôi nữa có bị bệnh nhẹ. Thì chắc một đôi nữa mà chị Hiến. Cái bột bê đỏ 10. Bột bê bẻ. Cá bột bê bẻ đây nè. Bột bê bẻ. Có hai lần ạ. Bột bê đỏ 10 và bột bê bẻ 10 cho hô su cá. 10 thì có. Hỏi lại thì về bột bê bẻ 20, bột bê bẻ 20. Cái tí thôi nghe. Không, chị Hosuka chị chuột hai đôi đúng không? Một đôi là chị có bên búp bê, là búp bê đỏ 10k. Và một đôi là búp bê bẻ. Thế giá đẹp kìa chứ mẹ chị này hề. 10 thì 20 thì không? Ừ,
size 36 giùm em thì lên cho mặt búp bê nơ này. Búp bê nơ em xem mà chị 20 thì búp bê nơ 20 ngàn. Đó mà chị thì con tem con mặt với búp bê nơ 20 ngàn size 36 thì. Búp bê nơ 20 size 36. Cái tí cho chị bất chí. Cái tí còn mày đuổi được. Cái tí em còn size 35 nữa mà chị hi. Size siêu là hai đôi size 32 con mà đây đó. Size 32 thì là hết rồi, hết con một đôi 35. Chị xin lại chứ. À con đây đôi 31 rồi mà chị hi, đây đôi 31 là 20 ngàn phải đem này hi. Chị cứ để nữa mà chị. Chị bất chí cho là em lại số điện thoại nhá. Đó size 31 này hi. Thì chắc một đôi kiếm tiền. Trân tưởng gì sợ chứ. Kiếm tiền cho em, kiếm tiền bẻ hi. Size 35 mà chị á. Dạ chị Tuyên Trân, chiều nay em lên đơn. À, nếu như ở trung tâm thành phố thì chắc sáng mai hoặc tối nay chị nhận được nhá. Nếu như chị muốn nhắn thì chị cho em địa chỉ chứ luôn. Tí nữa hết lái em khỏi gọi chị. Sao 35 thì lên cho mà là kiếm tuyển 35 của trẻ em nhưng mà chị hiểu chẳng phải người lớn không ai. Đem bẻ 30. Lên cho mà là à, đem bẻ 30. Bẻ 30 là cái đấy. Đây đấy. Rồi đó đây. Rồi tiếp cho em một đôi nhù hay nhù bẻ. Nhù bẻ 30 hay nhù bẻ 30. Sao đấy sao 35 nhưng em hay nhù bẻ 30 nha. Rồi chị chiều đây đó. Không phải nói. Nhù nộp lại đi. Không để không sợ lại. Nhù năm lần mình để hai nơi á. Ừ. Nên đến này. Không chịu phải chưa lại. Đến bẻ 30 cho chị tắm ngon. Ta thì chấm một đôi búp bê này hay mà chị á. Bê út có nghĩ 37 mà chắc 35 thôi. 235 thường ghi 235 này mà em nghĩ là 35 thôi cho em 37 em sọt chứng vừa đó mà chị ơi. Thế để cho mà Chanel đi hi. Chanel 35 36 mà chị hi. Để cho mà Chanel em xem mà chị à. Chanel giá đẹp chưa này mà chị nhìn cái đệ này. Đó hả. Để cho mà Chanel này 30 ngàn chắc da luôn nhá. Mà chị không sợ bê sợ đô hi. Để cho mà gì á Chanel 30 size 35 36 hi. Dạ rồi em nhận được thông tin của chị Tuyên Trân rồi. Rồi lấy cho mà da luôn 30. Chị nó thích cao vọt không? Rồi cao vọt giá bọng nên mà chị ơi. Chị 32 nha. Chị 32. Chị trên là hai đôi nữa là 32. 32 đã được không rồi. Một đôi đỏ chị ạ. Hả? Hô su ca một đôi đỏ chị ạ. Một đôi đỏ nữa là bọc. Đúng rồi, một đôi đỏ đó. Đôi mươi đó. Ừ. Lớn còn đôi bẹm không? Có. Vì họ công minh đôi bẹm nó mắc hai lần. Có xanh đanh như lần 36 không? Em quá thử cho em miệng trong miếng gọt cho chị nữa. À chị vẫn hẳn theo dõi nhá, vì em con nhiều dây ạ. Ghi 39, 33, 34, 37 nha thầy. Chạch chạch tí mấy. Em hẳn ghi trên đây tính sai là 39 đây. Ui, cái đồ như 3 phút thầy. Nè mà chị hi. Cái số không chính xác. Nè mà chị hi. Nó buộc cái ghi 39, 39 em 37 mà vừa này. Em biệt rằng luôn hi. Ở sai 37 đi hi. Thế nhưng mà cuộc đen với sale 30 ngàn đẹp chứ mà chị hi. Cuộc đen 30. Cuộc đen 30. À, thì chính đây. Một đen 30k. Tuy một bên dầu, một bên cho không được. Cuộc đen 30 giùm em đi. Cuộc đen 30, size 37 hay size 37 đi. Trời cái đôi bụng đẹp chứ. Size 40 sọ chính thì nè. Em mất cống về lợi mà chị mang vừa mất cống này. Thế chứ một đôi da bọng này hay. Size mấy? Size 38 thôi. Đi 40 mới size 38. Thì lấy cho mày da bọng hay da bọng đấy xem mày chị à. 25 ngàn hay lấy cho mày da bọng này 25k. Da bọng 25. Này không được để đây đấy. Tu dạng này nè bố chưa? Chưa. 20 khi hơi tết. Dạng nót thôi. Nót chùm mua rết. Ờ. Này thì cho một đôi bức bê dây bẻ xanh đánh bẻ này. Trời ơi cứng cho mày chị này. Sao 33 hay lấy cho mày xanh đánh bẻ này 30 hay. Xanh đen bẻ 30 ngàn mà chị ơi, mà cái để này, mà cái để đi sướng chứ. Xanh đen bẻ 30 ngàn hay size 33 hay size 33. À chị biết chị bẻ. chị được đôi bẻ 20k thôi nhá. Đôi Kitty. Chị là thử thôi. À, đôi Kitty này chị chốt được size 32 rồi, chị biết chị nhá, chị cho em lại số điện thoại ạ. À. Đó lên chứ mà xanh đen bẻ 30 hay đẹp chứ mà chị này hay xanh đen bẻ 30. Giá bỏng thôi mà. 30 đấy. Giá bỏng. À hello. Giá bằng 25 cho tuổi hi. Thì chấm mà văn đông đi mẹ kia, văn đông đẹp chưa? Văn đông này hả?
size 8 cho nó chắc con, size 8 nè, size 8 giúp em đi, đâu nghĩ tên là size 8 đi, không gì với gắn không nhé, size 8 không, một cái nhỏ một cái nhỏ. Cái này là tâm ba bụng mà chị hi, đổi đây là tâm size ba bụng hi, ghi số 8 này ha. Để cho mài Văn Đông hi, Văn Đông 30 luôn, Văn Đông 30 nha, tao đặt về cho được. Thằng đông anh là tao hãy đối dọn nhau nhé, mình đi 20-30 ngàn mình mà mua vài đôi chứ không sáng tan bẻ, sáng tan bẻ nè, sáng tan bẻ đôi nhé, thì chấm một đôi dẹp thế sai em 30 dẹp giùm em hay chị đi sai 30 30 cho Lê thì vẫn ảnh, chị Lê thì vẫn ảnh lên thông tin cho em ạ. À. Hôm nay 39-40 mà chị hay, cái dẹp đây sao 39-40 đẹp chưa? Để cho mà dẹp, dẹp đây sao 30 ngàn hay. Để cho mà dẹp 30 ngàn. Có xuống đây mà chị ơi ha. Để cho mà dẹp 30 hay. Mà cái này báo em chân luôn mà chị ơi. Đi mà cái này báo em chân hay. Để cho mà dẹp 30 hay. Dẹp đá đấy hay, dẹp đá này. Đá 30 ngàn. Đây, dòng nữa giùm về. Thì cái mục được bê bẻ. Đúng. 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 Thì cái mục có búp bê bẻ nè mà chị hả? Là 30 giùm em hả? Thì cái mà búp bê bẻ nên xe 30 ngàn hả? Là chị nhìn form này, đẹp chưa hả? Cái bê sau lưng bao nhiêu thì... Búp bê sau lưng là xe 38 hả? Cái này xe 80 hả? 80 ngàn. Cái này là hàng mở cuốn hộp luôn hả? Đây là hàng sọt hả? Hàng Quảng Châu. Cái chứ mà búp bê bẻ xa 30-30 luôn hả? Bê bẻ 30. Bê bẻ 30k. Dạ chị Lê thì vẫn ảnh, nếu như không lên thông tin thì em chuyển lại cho chị Hosuka nhá. Đi bên trước. Cái chứ một đôi eo xa đấy mà chị hả? Xa 27. Để như mà eo xa 20. À, đây nhưng mà eo xa 20k hay xa 27 giùm em. Eo xa 20. Eo xa 20. Rồi xa 31 giùm em hi. Nên nhưng mà là đã vang đã đấy mà chị hi vang đã xa 31 này, vang đã 30 ngàn hi. Nhưng mà vang đã 30k. Vang đã 30. Một đôi búp bê size 34 này mà chị hãy cơ buộc này, buộc size 34 cho em bẻ nhá. Để chấm hình là búp bê buộc cái hay búp bê buộc 30 size 34 cho bẻ nhá. Chị sợ nó hẳn còn cái nhọn đấy. Đi thì dạp chứ. Để chấm hình dẹp gỗ đó mà chị hãy dẹp gỗ size đến size 30 hi. Để chấm hình dẹp gỗ 20. Dẹp gỗ 20 ngàn hi. Để chấm hình dẹp gỗ 20k. Gầu 20. Còn size 39 không gì cho bức đế thì còn size 39 đó. À, không đấy em, còn đôi này đôi size 38 thôi. 240 mà 1.5 là 38.5 đó. Trời ơi, bà này bán đẹp kìa, mình la chi người ta. Ai nè. Chị. Chị em nói xin lại xin một chậm nha. Cái một nỗi dẹp xanh này chị hãy dẹp nó dẹp sụp giùm em ha, dẹp xanh giùm em. Trời ơi, cứng chưa? Xoài thì xoài nữa. Thì chứ một búp bê đỏ mà chị xa 28 này, búp bê đỏ 30 ha. Búp bê đỏ 30 ngàn xa 28. Bá sậu hoặc bá sậu thôi. Hả? Ờ, ở đây tâm bá sậu thôi. Cái đủ vậy. Đấy, 35. Dẹp sụp 35 giùm em, xài 35 hả? 20 ngàn hả? Thì mà dẹp sụp 20. Mà con mua đi dẹp, đối dẹp sụp đi cho đời đau tiếng này mẹ. Một lần không đôi lên học tìm luôn. Thì chứ mà búp bê đỏ hay búp bê đỏ 30. Xài 28 giùm mà chị hả? Xài 28. Để chị đi. Qua lại em tìm lại mệt rồi. Ông Hương anh là tìm cái đối này có tốt. À xài 40. À búp bê chị mua vừa hỏi xài 40 hả? 39 hả? Cái đôi nó lên size 40 hả? Thì chứ mặt búp bê size 39 này ố đó đi.
để dạng 39 nó để được 39 thế, lấy cho bông B 30, bông B 30 nha, sao 39 giùm em hả? Để cho mà bông B 30. Đó, hay bông B 30 nha. Bông B nữa mà chị hả? Sao 39 30 nha. Đặt cái cũng đẹp tốt. Đẹp tốt. Thì chắc màu đuôi dẹp cái này đẹp chứ mà chị hiểu đuôi dẹp nó cưng chứ. Đẹp sụp 20 chứ chị Bích Chi. Bích Chi cho em xuống thôi chứ. Chị Bích Chi cho em số điện thoại nhá. Cho em là xuống thôi với chị Bích Chi ơi. Đây lấy cho mà dẹp hả? Dẹp à. 24 lắm này mà chị hiểu sai 24 lắm. Sai 38, 39 đây hả? Lấy cho mà dẹp, dẹp đem xem mà chị 25 ngàn hả? Dẹp đây 25k xếp đẹp chứ. Xếp tiền 15 ngàn em hả? Xếp tiền 15. Xuống mai. Đây dẹp đẹp chứ này hả? Thế chứ mày dẹp đây 25k. Sao 2 mũ lắm. Xếp huyền 15k chị xuống mai nhá. Thế chứ mà là dẹp. Dạ rồi thì chị nhờ inbox cho bên bay em nhá. Ở bay em nhiều khi inbox nhưng mà bọn em đọc không được. Chị comment số điện thoại cho em thôi được. Comment rồi ghi lại bác chị xóa thôi chị. Ghi lại bác chị xóa tất cả nhiều. Nhưng mà thì chị gọi bác chị nhận bác thằng bia ẩn kia inbox cả đó bọn còn em mấy không... người nói á. Có mấy người nói là em đọc tin nhắn. Thì chứ mà dịch nơ hay dịch nơ? Sao 25 dịch nơ 20? Dịch sộp 20 hết rồi chị vẫn cân nhá. Thì chứ mà dịch nơ 20. Thì chứ một bộ đôi bụt đi. Thì đôi guộc nè mà chị thấy đôi guộc sao 37 này. Đẹp chưa? Guộc da luồn nè ha. Gọt trống này hả? Sai 37 giúp em hả? Đây chứ mà là đôi đấy chắc chắn đi sờ lúc mà chị này. Đây chứ mà là gọt trống này xem mà chị 35 ngàn hay gọt trống 35k. Nhưng mà gọt trống 35 ngàn. Gọt trống 35k. Gọt hai tao phớt. Gọt trống 35k. Thì chứ mà gọt bạc này hay gọt bạc. Sai 39 nhá mà chị hay gọt bạc 35 ngàn luôn hả? Còn đẹp chưa? Cho bà gục bạc 35 ngàn luôn. Sao rẻ cho mày chi nó hình hình con. Con này đốt quá đó. Gục trắng 35 cho hôi xúc ca. Cho bà phi la nè mày chị hình. Phi la dạng phi la nha. Sao 36 nha mày chị hình phi la đẹp chưa. Sao 36 hình lên nhưng mà phi la nó xe 20 luôn hình. Phi la 20 nha. Sao 36 nha mày chị hình phi la đỏ. Rồi đôi búp bê này sướng với mẹ chị này. Giá đâu đẹp chưa. Sao 39 hay lên nhưng mà búp bê. Búp bê này xe 30 ngàn hay. Sao 39 nha lên nhưng mà búp bê 30. Búp bê 39 30. Thì chứ một búp bê búp bê giá bọng này hay mẹ chị hay. Sao mày đây là là 20 là đỏ đấy. Đây đi mà uống bột đi. Chị là 20 cho bất chi. Rồi đôi dẹp đẹp chưa? Thì cho em một đôi dẹp thấy sao 38 đó mà chị này. Ô hơi bị trây. Hơi bị trây mà chị hả? Ồ bị bề giá bên trong này mà chị thấy không cái guộc đôi dẻ đôi vẫn đẹp quá đây bị bề giá nhà bên trong này thế mà chị hiểu lấy cái mà lên dẹp nấu đi dẹp nấu xe 10 nha dẹp nấu 10 ca thì cái mà dẹp nấu 10 ca sai 38 thì dẹp nấu 10 với guộc trong sai bao nhiêu vậy chị sai 37 em thì ai chụp rồi mà phải hút số cá đó hút số cá chụp quá ngoài sai 37 em ơi anh sẽ bút B 239 rồi về đây đây em hi đây nè à đây em hi đừng mua đi anh thấy không cái mày eo xa nữa mày chị hi eo xa nữa mày dễ chịu eo xa mới sai mày đây. Rồi con em hẳn vừa em vừa bờ hết cho đây. Sai 25 giùm em hả? Lấy cho mày eo xa 20 đi. Eo xa này 20 ngàn. Lấy cho mày eo xa 20. Sai 25 nhá.
Và xa 20. Nấu. Thịt nấu 10 ngàn. Thịt nấu 10 cho chị bất kỳ. Thì chứ một cái đuối này hả? Xanh đan giùm em hả? Xanh đan. Đây 35, 36 mà chị ghi đây 36 hả? Thế nhưng mà xanh đan em xem mà chị 25 ngàn hả? Xanh đan 25k. Xanh đan 25k mà chị ơ. Cô vậy là VV cho bé mang á, đi học cũng được này hả? Xinh, quá xinh luôn hả? Thế nhưng mà xanh đan 25 ngàn. Xanh đuối xanh đan này hả? Xanh đuối xanh đan bạc này nè. Xanh đuối xanh đan bạc cũng 36 luôn. Thì thưởng chưa hả? Rồi lấy cho mà xanh đan bạc 25 ngàn luôn. Nên bạc 25 ngàn luôn. Đẹp tuyệt vời. Ngọc là vi chục vai đôi mà mang chị Ngọc này. Ngọc. Chị Ngọc đây có đôi màu đỏ đẹp chị sơ luôn. Lấy cho là vi không xài 28 chị Ngọc ơi. Có vừa không này? Đôi nhìn đẹp chị sơ luôn. Anh định lấy trong là vi mà em mở. Lấy cho mỏng này. Xanh đan. Xanh đan. Xanh đan nú hay xanh đan bạc chị ơi? Xanh đan nú hay bạc ạ? À? Một cái cuộc hết. Cuộc đỏ nữa mà chị hết. Qua bên này ăn phải. Cuộc đòn mà cái giá bỏng này, ôi bên trong bị bề giá đó mà chị thì trong bị bề giá đó. Xanh đan bạc, xanh đan không? Xanh đan hay xanh đan chủ, xanh đan bạc thì mình xanh đan này. Xanh đan bạc cho chị bất chi. Rồi đưa đi hướng cho mẹ chị. Hướng thôi. Nhưng cuộc đòn ngoài này, mẹ lớn. Có dây bẹt trắng không chị? Bẹt trái hay bẹt trái không còn thế mới lo mình chọc cuộc vai đôi được thôi. Thì chứ mà đôi dẹp bát sầu thì dẹp vang như em hả? Xanh đan nu cho hồ su ca. Này lấy chứ mà là dẹp vang sao 20 thì dẹp vang 20. Xanh đan nu nữa. Dẹp vang 20 ngàn sao bát sầu thì 20 25 thì xanh đan này xanh đan nu. Xanh đan nu 25. Này. Thì chắc một đôi dây đi mưa nè mẹ chị hả? Đôi dây đi mưa này. Trời ơi, đẹp chưa? Size số 8. Size số 8 đó mẹ chị. Size số 8. Size 8 ba chín đó mẹ chị ơi. Vì chuẩn bị một tiền dây luôn rồi. Nghe được chị Ngọc? Chị rất lắm mua. Này, lấy cho mẹ dây đi mưa 20 hả? Dây đi mưa 20 nha. Dây đi mưa 20, size 38 á mẹ chị. 38 sọt cái trứng thịt vương luôn. Dây đi mưa này. Mưa. À 38 nè. Đây đi mưa. Hà mọ luôn. Không bằng. Đấy. Đây đi mưa mày đi. 20 đấy. Một cục đi xe máy. 37. Ừ. Rồi bị rộng đó, không mở thỏ chứng mua mà bị rộng đó. Thì chứ mà xanh lên bẻ hay xe 30 nè mà chị hay xanh lên bẻ này, xe 30. Đi xa mà đi 24 nha mày tới. Mày cái đối với gì thì mày tới. 30. Thì cho một đợt xanh anh bẻ hả? Đợt xanh 30 hả? 30 ngàn. Xanh 30, 30 ngàn giùm em. Nếu cho mà xanh anh hông đi hả? Xanh anh hông. Xanh anh hông bẻ. Xanh anh hông bẻ giùm em. Đôi này chị, cho chị đang thích đi cao nè. Nó một đôi để xuông nha mẹ chị. Để xuông này chắc xanh 35 thôi mẹ chị. 35 hả? Cho em đôi búp bê sau lưng 80. Búp bê 30. Búp bê 30 mua em hả? À xuống mai ấy. À chốt cho em đôi búp bê 80 và búp bê 30 là búp bê màu chiến này kiểu dạng đó em nói chứ. Đó hoài là rồi nhá. Tôi đâu hoài là có là rõ 39 là phải không? Xuống mai lúc này hồi có 39 không nhỉ? Tôi phải có. Có cái đôi mà có lại. Thì cho một đôi xuông mà chị đếm sau cái trứng thì 35 hay 36. Thôi, 35 mà mình chị. 35 mà chị ra trứng mà trứng 36 và trứng thon thì mà ăn được. Thế lấy nhưng mà để xuông em xem mà chị. Mày đây, để xuông em xem mà chị 40 hết, để xuông 40 nha. Đẹp chưa? Nhưng mà để xuông 40 màu đen về phổ đô nữa hả? Để xuông 40 giúp em. Nhưng mà để xuông 40. 35 36 mẹ chị.
À đôi giấy bẻ nám đó mày chia hết. Cái lớp mày chọc được vô đôi này, nám nữ đều được ha. Cho mày dây lươi đi mày chị hết, để cho mày dây lươi. Anh xin mày mà không đi nữa tới. Anh xin một người luôn hả? Size 28 giùm em. Size 28 giùm em nha mày chị. Đó, lấy cho mày dây lươi đem xem mày chị 25 ngàn hả? Dây lươi 25k. Size 28. Dây lươi size 28. Bút đê đang 39 nè. Đây. À, size 39. Rồi, luôn lại đúng. Rồi em chụp cho chị xuống máy hai đôi đó nhá. Một đôi 80k và một đôi 30k. Thì cho một búp bê size 36. Lên cho mà búp bê đỏ này size 36. Xuống 40. Xuống. Xuống 40 cho chị Nguyễn Nga. Thì cho mà búp bê size 36 nhưng mà chị hi. Đôi đem xem mà chị 20 hi. Đưa lên xem. Đưa này, đưa 25. Thì cho mà búp bê size 36 20. Thì chứ mà đối với mỏng size 35 nhưng em thì đối đem xem mà chị 35 ngang quả xuất sắc luôn mà chị này ha. Đó, chứ mà chị mỏng size 35 ngang luôn nè. Chứ mà chị mỏng 35. Chứ mà chị mỏng 35 ngang. Chứ mà chị mỏng 35 ngang. Búp bê đỏ. Búp bê đỏ 20. Búp bê đỏ 20 cho Di Kim Diệp. Thì chứ một nhụ đen cho bẻ hay xa 34 cho bẻ cho em hay lấy cái mà nhụ đen. Đẹp chưa? Nhụ đen xa 34 với mà chị lấy cái mà nhụ đen 30 hay. Đó, nhụ đen cho bẻ này 30 nha. Thì chị đấy. Nhưng mà nhụ đen 30. Cái mà búp bê hông cho bẻ luôn hả? Búp bê hông bẻ này. Ơ à, tôi bọc bẻ luôn hả? Sao 36 cho bẻ này hả? Thế nhưng mà là hông bẻ này, hông bẻ 30 luôn hả? Hông bẻ 30 luôn. Thì cho một đôi xanh đan 32. Dạ vâng, sai chỉ được. Hử? Dạ vâng, sai chỉ được. Dạ vâng, luôn chứ. Dạ vâng. Chị Phương Dung, dạ vâng là gì kia? Chị comment rồi giúp em và chị Phương Dung nhá. Giá bỏng hả? À, giá bỏng. Giá bỏng sao 35 nhá Phương Dung ơi. Chị Phương Dung đi. Có sụp cũng chị. À sụp cũng có này. Thì chắc một đôi bẻ 32 giùm em đi. Đôi đi mưa đó mẹ chị này. Đẹp chưa hả? Thì chắc mà là sắm bẻ đi hả? Sắm bẻ 20 ngàn. Đôi bẻ dẹp bẻ đi mưa cho bẻ này. Sao 32 20 ngàn. Giá bỏng. Ừ, mặt 35 nha, cái mặt đẹp vậy. Không cần để cho mũi khó khối chạy. 35 nha. Đẹp chứ hả? Sao 35? Đây đó. Không phải chị Phương Dung hả? Chị Phương Dung. Thì chắc một đôi bút đen này mà chị. Thả đi xem lại đây. Thả đi xem 40 hả? Thả đi xem 40 hả? Thì chấm một đôi size bè dẹp bè đỏ bè với men hay đỏ bè size 29 này mà chị hi. Đỏ bè size 29 này. Đó cứng chưa? Thì nhưng mà đỏ bè em size 30 hi. Đỏ bè. Bài bè rồi là bạn đúng 38 vừa hả? Chật đó. Hả? Chật cực phía trước á. Da thì da nhưng mà phía trước nhỏ. 37 rồi. Chị gọi hàng em cho chị. Chị gọi hàng em cho chị Phương Dung. À Phương Dung, ủa Phương Dung, Phương Dung mà vô đây thế mà đụng em. Có mày đứng được nó đi rồi chứ. Được chưa? Nhìn lấy mày đối sao em xem được không? Đối xấu hơn là đây. Xuống mai lấy mày đối xấu là đối nào em đúng hả? Được chứ? Em muốn lên size bao nhiêu? Và đối nào này lên? Đối đây là đối size 245 hay 39 đây hay. Đối đây chị xem 100k đối này đưa gọt ha. 100 ngàn hay. Đó, gọt hay. Size 245. Rồi con mày đối tế là 38 hay 38, 38, 39. Cho con một là xa nhỏ thôi hả? Đối này là 38, xa 39 hả? 100 ngàn hả? 100 ngàn.
chị đấy ba hơi bùi chị mới xem 100k đấy hi con, mẹ đôi nay ra chị mới lại ra đây mới 101, đôi nay ra xe 38. Đang xem lái xin một cặp mà. Chứ một đôi dây mưa đi mà chị thấy sai số 8 này, sai số 8 nó bắt tặng thành tốt. Dạ chứ còn đơn mua hiện gì còn thì chung chung. Để chụp chị tim lại thì vô nhiều quả lắm. Không cần nếu có được quá. Thế thì chị bị hết đấy mà chị con đôi búp bê đỏ này nè. Có tạo. Không đôi búp bê đỏ này mà chị hết. Đôi búp bê đỏ này hết. Ta 36 giùm em ha. Rồi lấy cho mà búp bê đỏ với đỏ đấy sao 25.000 thì sao 36 để cho mà búp bê đỏ 25k để cho một đôi dây đi mưa sao 38 này hả, dây đi mưa đấy có cái nớ mừng rồi cái nớ rồi đôi dây dây đấy đến 6 cũng chấn a chi à, thì đôi này đó em chị vừa lên đó sao 39 đến đó à, không phải cuộn chấn mà cái dây xanh đá rất là đẹp luôn này à, lấy cho mà dây đi mưa 20 tức là nó chèo nó bắt chèo quá chấn đó. Cũng cuộn nó cái trắng nhá thiên rồi đi cuộn trứng đấy đấy em đi đôi đôi kiểu mã kiểu như thế này đấy hả à. Sao bắt chỉnh đây đi đấy lúc đấy nó cũng đẹp này hai chục đó ừ. Sao 39 cho đôi buộc này sao 39 cũng cứng quá nữa mà chị hi đôi buộc này đẹp ghê sao 39 giùm em giá 255.000 này mà chị này trời ơi này thấy chưa giá 255 cái đôi đến xem mà chị 40 hay lấy cái mà đen buộc hay đen buộc sao 39 40.000 đẹp ghê luôn cái mà đen buộc 40 mà cho một dẹp nớ luôn 39 bắt tạ sao vừa hả thì hưởng chín nhau chị cho mày chị cho một đôi dẹp mà sao 35 như em sai 35 cho bẻ chứ hả thì cho mày dẹp nữa bẻ 20 chục nữa bẻ 20 nha cho mày dẹp nữa bẻ 20 nha đặt lên cho thiệt cái này thì cho mặt cái tí đỏ hay sai 33 cái tí đỏ 20 cái tí đỏ 20 một đôi này nhỏ bẻ xíu này bằng à size 21 mà chị hết size 21 á để cho mà là búp bê size 21 hết 20.000 dễ thương chưa rồi đi dễ thương dễ sợ chưa búp bê cho size 21 20 để cho một đôi dẹp trống này hết đôi dẹp quay trống rồi hả size 38 giùm em hết để cho mà dẹp trống này size 20.000 hết dẹp trống đen 20 cái mà dẹp trong đen 20.000 dẹp trong đen 20 để cho một đứa búp bê đỏ bẻ cho bẻ rồi mà chị lấy xăm hai mảnh đấy rồi đi đi xăm hai hướng để đi xăm nè cũng gì sơ chứ không ghi xe mảnh nữa hả không đi xe máy đó mà chị ơi chắc là xài hay quá hay lắm á ê để cho mà búp bê không bẻ được 30.000 hả nhưng mà búp bê không bẻ 30 lấy 40 chứ tụi hi rồi khách đẹp này chị đẹp ấy thì cho một đôi búp bê đỏ nữa ha nè hàng công ty rồi ra nó mà chị này cuộc 40 thì rất hơi số ca nhá này. Đây thì cho mày búp bê đỏ hay búp bê đỏ cho men. Sai đi ra sai mày đây. Sai không đi sai nhưng tôi nhớ là một con gì sợ. Ô đồ đi 37 vừa đẹp luôn này. Không. Mà chị ơi lấy cho mà búp bê đỏ hay đồ đi sao 20.000 hay lấy cho mà búp bê đỏ 20.000 sai 37 nha cứng gì sợ luôn. Lấy cho mà búp bê đỏ 20. Mà chị còn đôi đi nè ở bên tròn với nhon nhỏ thì mà chị há chị lấy lăng tướng tư dòng nhau mà chị phạt hiện đưa di khạc là không
gọt nó chứ hàng dụng ok gọt nó thôi chứ bà đang bà nên là nó chắc một bạn luôn đó rồi, bạn luôn chịu nó rồi. Một cái một bọt một cái bi luôn, bạn luôn một cái bi luôn. Này nhìn dụng nhỏ chứ, không chịu dụng nhỏ. Thì chứ một đôi dẹp nè, mà chị thấy dẹp này này hay size nó size 37 giùm em hả? Thì chứ mà dẹp dẹp nếm sao 25 nha hả? Thì chứ mà dẹp 25k hả? Size 37 dẹp 25k. Chị em nó chuột chi thì chuột giúp em luôn nè. Đỏ 20 đỏ 20 đi chị Tấm Ngô. Thì em cái nhu bẹ nè, mà chị thấy nhu bẹ nè này, nhu bẻ nữa này cũng bị xe mạnh luôn, là cái nhu gọt gọt cái dây thứ mà chiến lại ha. Thì chứ mà búp bê không bẻ này hay sai bao bụng ha, 20 sai bao bụng này, còn hai đuôi này một em yêu xa cổ vậy. Mắt xí không, mắt xí hiện tại chưa thể em đấy. Rồi vô 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 có ai chuột chi nữa này, nhưng mà con ngoài rồi. Em gọi xong 3.6 chi. Còn ok em hay. Rồi đây là xa 3.9 được 3.5 em hay. Xa 2 buồn lắm mà 1.5 hay. Em hả? Rồi đây chị xem 100k. Rồi xem 100k hả? Ủa đâu đi vậy? Con lên đây tí. Thiệt chứ mà chị em ơi, ai muốn lấy tôi chứ con mẹ giúp em đi. Đây đã, đây đã. Em ra xem làm xem một cặp nha. Thì cái một cái bô lua đó mà chị hay bô lua giúp em. Bô lua hả? Đẹp chưa hả? Bô này là size 55 cân đồ lại giúp em hả? À đẹp chứ mà chị hả? Thì chắc mà bô lua đem xem mà chị chuyển mấy chuyển ca hả? Lua đẹp giúp em hả? Con tẹp nè hả? Chứ mà lua chị mới chỉnh nha. Lua chỉnh cái giúp em thôi. Lua con tém cho mình chị đẹp ơi. Lua con đang chỉnh ca. Lua chỉnh nha. Ở cọp cũng đá chị. Ờ mà lực nữa đây. Chúng ta đã chết chứ thầy đấy. Chứ một cái vải đỏ đó mà chị hết, nên chứ một cái vải đỏ thì con kém luôn hết. Lên một bao đấy là đâu mở hết mà chị hết. Khó đấy 50 cân đồ lai hay lấy cái mà đỏ đấy sao mà chị 59 nha hết. Dạ, lấy cái mà đỏ 59k ha. Mà chị nhìn tém này ha. Còn 59k giùm em. Thì chứ một cái vải xanh thôi. Chứ mà vải xanh. Có mấy tâm buồn 7 cân đồ lai hay lấy mà vải xanh. Vải xanh lấy sao 39 nha hết. Chứ mà vải xanh 39k. Ra ngoan luôn đấy. Mặt vầy sắn 39 nhưng mà chị nhìn thấy luôn, lên tin luôn. Ồ, sạch quá đỏ đấy. Với một cái áo crop top đó mà chị hên, crop top đen này ha. Hôm nay 50 cân đồ lại này, nhưng mà crop top đen này 29 nha. Đẹp chứ mà chị hên, crop top đen 29 cả. Chị xem chứ. 50 cân đồ lại giúp em hả? Con rin ôm có không chị? À có. À chị xuống máy em có lỗ con rin mời con tẹp tìm em lên nhá. Thì chính một gèo đen hả? 55 cân đồ lại gèo đen em xem mà chị à? 19 ngang hay đen 19k? Dông đơn cho quỷ mi. Đây là tao đôi mời hả chứ mà chị hả? Em đang lên một bao đôi mời hả?
chứ một cái sạp cam như em 55 cân đô la hay sạp cam 19 luôn. À, nên mà chị hiểu mà chị nhưng đủ đủ chất này hả? Là biết là mặt mặt thôi hả? Sạp cam 19 luôn mà chị hiểu. Thì chứ một cái đám đòn mà chị ấy. Hôm nay ta mua 6 cân đô la hay lấy cái mặt đó. Cam 19 đấy. Thế nhưng mà đám đỏ hay đỏ đen sao mà chị nhau? Ủa mới chị nha hả? Tao cá mới chị cho chị Ngọc. Thì chứ một cái quân nữa mà chị hả? Nhưng mà quân này hôm nay buồn lắm, mua 6 cân đô la hả? Áo đen. Mới chị nha. Thế nhưng mà con xanh, xanh em sao mà chị 25k hả? Con xanh 25k hả? Con xanh em Phương Phụ đưa xinh lắm nhá. Thì chứ một cái đám hoa nữa mà chị, đám hoa phong như vậy nè. Hôm nay tâm bùng bày bùng tạm cân, à, bùng sáu bùng bày cân đồ la lên, nhưng mà đâm hoa năm xem mà chị tạm mới chị nha. Màu đen mới chị cho biết chị. Thì chứ mà hoa tập chị. Cung sắn. Cung sắn. Cái một áo nám này mà chị hiểu, áo nám giùm em hả? Áo nám này. Hôm nay tâm 55 đến 7 cân giùm em hay lên chứ mà nám. Nám em xem mà chị 35 nha hả? Nhưng mà áo nám 35k. Quân sánh 25 cho chị Ngọc. Chị Ngọc đang mừng vui khúc. Chị éo, chị Ngọc, chị éo bao nhiêu chị ha? Không kể đi mấy kỳ đô la. Cùng lắm. Sớm vừa là. Ừ, chị Ngọc 7, 8 chị phải khúc. Chị Ngọc sớm vừa mất cái em chụp cho mấy. Chứ một cái tiếng về giá chứ mà chị hiểu tiếng về giá nó như mẹ này. Hôm nay tâm 6, 7 tấn đô la hết tiếng về giá nên xem mà chị 25k luôn hết tiếng về giá 25 ngàn luôn. Éo tầm lắm vừa mà chị. Chị Ngọc mẹ tầm lắm hả? Chị Ngọc cũng nhờ được đấy. Cái này đang vừa được, cái này tâm sầu, sầm mặn thôi, sầm lắm thôi. Chị em nó tâm sầu lắm đó chị. Em nó nhỏ chị Ngọc ấy. Chị Ngọc cũng sẵn chị mặc cũng vừa màu. Thì cái một cái đâm hoa này đẹp lắm mà chị hết. Hôm nay tâm 18, 19 tấn đô la này, hoa này xem mà chị 89 ngang luôn hết. Đâm hoa này 89 cá luôn đẹp chứ mà chị hết. Hoa đẹp chưa? Nhưng mà hoa đâu 89 cá. Đố mời hết chứ mà chị đẹp hết. Bao nhiêu là hàng nhiều, hàng sọc xà các chị nhá. Con tém ạ. Thì chứ mà đen chèo hết, đen chèo vai. Con sọc 13 tấn đô la, đen em xem mà chị 15 ngang. Đen 15k. Thì cái một cái tấm nú nữa mà chị hết tấm nú. Hôm nay tấm mùng 6 tấn đô la tấm nú đến sale 25 nha chị. Tấm nú 25k. Rồi. Tấm nú 25k. Chị hoa mắc à hoa mắc cái này mà eo to thì được này chị. Thì cái một cái con này. Con rin nha mà chị hết mùng 6 tấn đô la với mẹ hết. 46 tấn đô la lấy nha. Rin tụi nên sale mà chị 25 ngàn nè. Rin 25. Thì cái một cái ảo nữa mà chị hết ảo này. 55 tấn đô la, ảo đấy cực mạc lắm mà chị hay ảo đấy, xem mà chị 15 ngang hay ảo 15. Ảo 15. Chị kiếm một cái ảo có rắp tóc rồi mà chị hay, có rắp tóc rồi. Đó hả. Hôm nay 55, 57 tấn thoải mái hết. Nếu như mà có rắp tóc này 25 ngang luôn hết. Nuôi ảo có không? Em đã cho nuôi là nhiều sái chị nhá, để em lười con éo á, cầm tâm tạm mới á. Thằng bỏ lại luôn. Éo tâm cái đi éo 68, chứ vừa mua. Có cậu tại xe to. Cũng bảo cho tao sai xem là nhỏ thế. Éo tâm lắm rồi chị. Được á. Bạn cái con đi nhỏ thế. Thì chứ mà đứng giấy với men hay tính phục giấy phóng ra tâm mua sẵn cứng đồ lai mua sẵn mua bày hết. 25 ngang mà chị hết. Chuyện như mình nói mình nè. Chị nhỏ mà kẹo chị. Nè chị cái một cái đâm nhúng nhũng đó mà chị hết. Nhúng nhũng như mẹ hả. Hôm nay tâm 46, 47 tấn đô la hay lên. Nhưng mà nhúng, nhúng lên xem mà chị 45 nha hay. Nhúng 45k. Nhúng nhũng 45k. Chị cái một cái kề vai đen hả. Éo con 66, 68 hết. Ừ, con sẽ ép. Hôm nay tâm buồn lắm 46 tấn đô la hay lên. Nhưng mà kề vai đen. Kề vai đen xem 19 nha.
Thì lấy thì chắc được này, lấy nước thì chắc được này. Đi du lịch đấy chị Ngọc, một con đi du lịch. À, cả đi eo 75 chị Ngọc đấy. Eo 75 của con lắm không? Chị Ngọc là tâm 80 đấy chị mặc vừa. Đây một cái eo 75 nhưng mà chị hay 48, 49 cấn đồ lại hết. Lấy nhớ mà là con đinh 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 đà đấy mà chị hay đinh đà này. Đinh đà 25 ngàn luôn hay con kem đinh đà 25. Ờ, xá ẹt cuốn đến đuôi, hiện tại là xá ẹt hết cặp chị nhá. Cái này to hơn được này. À, có cái xá được mà. Cái vừa này, màu đen lên, cầm 18, 19 cân đấy. 76. Để cho một cái đính 76 này, em 76 chị nói vừa xong, cầm 50 cân đồ lại này hả? 25 ngàn hả? Để cho mà đính xanh đấy hả? Đính xích cũng được này, đính xích. Phải giảm cân mới đẹp, mọt lúc đẹp. Chị Ngọc ổn á. Tập bụng đi chị Ngọc ơi. Tập cái bụng. Đúng phải. Đam mê nữa, bốn mươi nhú hông đấy. Đam mê chứ. Thì chứ một cái bún nem mà chị hay bún cho em. Hôm nay 860 cân đồ là bún nem xem mà chị 15 nha. 45. Thì chứ một cái body nữa hả? Body. Hôm nay bún lắm, bún 6 cân đồ là hay body sạm 20 luôn. Body. Đuổi với mẹ, đuổi cái riêng đi. Không vừa mốt gì đó. Rồng á. Bán cân hả? Để thứ thứ. Đây đến ạ. Đây, quá tệ. Đẹp đấy, xem là anh xin một chậm nha. À, có cái cung đi này mà chị hiếp cung ngon. Vậy nhùng đến xa ẹt luôn á chị. Thôi, vậy nhùng đến xa ẹt á. Áo mưa lắm. Cái này có cái này đâu, ít cho mà đó. 15 đẹp chứ. 15 à, màu đen lắm rồi. 15 đẹp chứ. Cái đẹp chứ, còn cung bên trong thì lấy cái mặt cung đen. Cái vầy đen này sẽ 25 ngang luôn hả? Ở à, đen 15 chứ vợ thì Phương Dung. Không mấy. Ừ. 40 kỷ. Nghe nó éo mấy. Chụp cái máy, chụp cái máy. Không biết. Thì chứ một cái áo vón hoa nữa mà chị ơi. Ừ, thì chứ một cái áo vón hoa. Dây Adidas không chị 50 cân đồ lại hết. Nói chứ mà vốn hoa 10k Adidas đó em hết rồi. Còn mấy màu thì tháo lên thế này. Nói chứ mà vốn hoa 10k. Chậm phì. Ừ. Lên con rin ôm size mơ đi chị. À, con size mơ có. Tôi sẽ chân được. Vô cái này đi. Rồi em lên một lỗ con rin hàng nhiều. Con tèm luôn nhá. Thì mấy em nhỏ hơn cái đằng đấy. Mấy ai phải thấy tao hơn. Bà bố đi nhé nhé xuống đây. Thế là phá khung việc nha mẹ chị. Mười là mấy chục cái mà bán không mấy cái đây nè. Mấy như hẳn cũng đâu sẽ ẹt hết. À một có dạng như thì chị nó to hơn cái mặt vừa hả. Tao sẽ ẹt cái mẹ chị á. Mình đến ha Việt Nam xuất khẩu ha. Đứng cao giùm em ha. Có dạng báo sưởng luôn lên mẹ chị nè. Mà cái mặt màu mặt mày cái màu đi thì mình tha hô hoặc đồng luôn ta 28 với mẹ thì hoa 10 ở hoa 10 bên đi đây này bố đi đây đi bên đi ạ à? Ừ hát cái đứa trắng bên nè để em con cái vải đem lên luôn mà chị vải 2 dây này hả mặt này mua đây nó có thích hợp cho mẹ thì đó lên cái mà 2 dây ha phòng với tâm 50 tấn đồ là này được rồi hả để cái mà hoa dây này em sẽ 25 ngàn hả hoa dây này 25k ờ à, 50 tấn đồ lại hả
hoa dây 25k đẹp chưa? Hoa dây 25k. Bỏ lấy 6 đi. Đôi mới đó, đây là đôi mới. Bỏ lấy 6 đi. Thực thường tương mai. Ba thì tả luôn mà không bỏ hoa thì khóa 10 chứ Khánh Ly. Quên hoa hãy chi bất chi ha. Kiểu 15, có thể màu đen. Rồi, em không phải chưa, có thể đi tìm đưa nhau hả? Kiểu 15, không đủ được anh Hạnh, có thể màu đen nữa. Được chung chung á. Kiểu 15 đúng không? Chung chung không? Kiểu 45 đúng không hả? À đây này, màu đen đi được không? Kiểu hoa 15 à mấy này mấy cái mấy phần phương giống mấy đúng không phải mấy không một bọc kèo đen thưa ra mấy đúng không đây chị chim em này hoa 15 cho chị Phương Dung thì cái mặt cũng đi sản hay đi sản em xem mày chị sản với chị nha thế cũng đi ra Việt Nam hàng từ Việt Nam xuất khẩu hoa xa 28 giam em thôi thế nhưng mà đi sản quán hoa là cái không bên đi bên đi quán hoa là 10 con cái chim mối hoặc em chụp 95 sao đấy bên này là hoa 25 bên này là vậy hoa 25 quá 10 chứ Khánh Ly thì quá chưa hả để cho mà đến đây đến em xem mà chị mà em mời đồ mày đấy quên đó 69 nha hay là cho mà đến sạm sau 9k đến sạm 69k để cho một cái đến đen đó mà chị cái đến hàng ghi xe mơ này cũng lên lưng cao giúp em hả lưng cao giúp em mới cơm dạc đến size 29 được không chị thoải mái á thoải mái thoải mái có dạc sửa lắm này xuống mái đây ha hàng ghi đây 28 rồi mà dài tới 29 là bình thường thôi từ dài 37 thì khỏi chứ dài 29 là bình thường đâm hoa 25 biệt có ai chụp nghe luôn 15 không đừng biết thấy chưa đọc không đem 15 đó thì cái một cái cuốn đen là mày chỉ nghĩ cái này thì không có dài mà không lấy tâm buồn sầu buồn bài cứng thôi thì buồn cái sầu buồn bài cứng ngược lại thì nếu như mà đứng đen đứng đen em sao mày chỉ sầu lắm nha đứng sẵn sao chị đứng đen sầu lắm cái này thì siêu chưa nhọn này. Em xin chào chị Nhung Phạm. Hello Nhung Phạm. Nhung Phạm. Anh nửa tháng rồi. Đến sạm mày cứng mắt chưa em? Đến sạm có vàng này qua thử đi. Còn đi ra tâm không? Chị biết tâm lông vừa, năm mày cứng lông vừa bữa này. Cái thì tâm bùng chỉnh cân á chị hết bùng chỉnh thì có 50 cân thì có thì xuống mai em hay mua size 29 mà không hiểu cũng đỏ vừa không xuống mai là 7 cân đây em không chị đó chứ chị kéo ra chị đó chứ hết có dài xuống lắm cung luôn đi luôn mỹ á luôn cung nó mặt xuống lắm đấy có dài đá thôi chị kéo ra đi kéo ra luôn hả? Thì phải kéo ra mới biết người không chứ. Kéo dàn ra là eo 76 gặp chị nhá. Eo 76 hết. Ta mùng chỉ 50 cân thì được này hết. Chỉ 50 cân thì được này. Thì cái mà 62 chứ mẹ chị hết đấy. Nhưng mà 62, 62 nó nhỏ hơn này. 62 đi tâm mùng 6, mùng 7 cân đồ lại thế này hết. Thế nhưng mà 62, 62 nó sẽ sầu chỉnh luôn hết. 62 sầu chỉnh luôn. 61 này, 62 đi. Eo 77 à chị? Thế em 76 tới mà kìa là em 76 đó. Xuống má cái đó vừa em vừa nhá. Vì lúc này chị đó là được 76. Đó thì chắc một em à. Nụt bọng với em hả? Chứ chứ mà nụt bọng. Không lấy tâm bù lắm bù sầu tấm bù lai hả? Xẹt này cái đấy xẹt thôi hả? Thế chứ mà là đứng đen em xem mày chị lo 65 ngàn hả? Không đẹp chứ. Đứng cao hả? Thế chứ mà đứng đen 65 cao 65, 65, 69 cái phóng là cái phóng này kia cái phóng nó kín chứ hả
Thì cái màu đính xanh hết, đính xanh giùm em. Size 26 này. Đính xanh này size 26 giùm em ha. Thì cái màu đính xanh size 26, 69 nha. Thì cái màu rồi. Trời ơi. Xanh 2 hả? Để cho màu xanh 2 cùng size 26 luôn hả? Cái này size 65 nha hả? Để cho màu xanh 2, size 26 nha, xanh 2. Cái mà hai nục này ha, hai nục đây sẽ to bên này kia, hai nục đây là sẽ to này, hai nục đây thì 50 cân đồ lai hả, cái mà hai nục đây sẽ sâu lắm, hai nục sâu lắm, thì cái mà size 27 này ha, đến size 27, đến cái mà 327 ha, 327, 327 đây sẽ là chỉ sâu chỉnh nha ha, đến cái mà 327 sâu chỉnh nha, giảm chi mặc với cái lọ không chi. Chị ấy mặc vừa chứ. Chị áo bài tư quân là bài sáu thì chị mặc vừa chứ. Thì cái màu riêng rách với men hay là riêng ra thấy phóng lấy bông sáu cứng đồ lại. Và chị mới nhìn cái phóng sướng chứ. Thì cái màu riêng rách sầu chỉnh luôn hả? Riêng rách sầu chỉnh. Thì chắc một cái riêng xa hay sọng rồi hả? Họ phóng lấy đẹp chưa? Thì cái màu riêng sọc đấy hả? Riêng sọc này có cái xương, xương sọc ở đây nè hả? Hôm nay mua lắm, mua 6 cân đô la hết. À, sao chỉnh nha. Rồi, sắp hết cho mặt kia. Một cung tính đây này, ta hình cung tính uống này. Ta sọc mua 700 này. Rồi, cái một cái đính lé này. Đính lé này ha. Đó là mình lọc một cái lé này mặt kia. Hôm nay ra tâm không? À, dạng của dạng của màu là 1m50, nặng 148kg em nhé. Thì cái mém một cái cung tính lê cho mém ha. Hôm nay là tâm bụng lọc 6 tấn đô la hay không sợ bụng bày lên. Nhưng mà lê em xem mà chị bụng chỉnh hay lê bụng chỉnh. Lê này lê 2 hen nha mà chị hiếp. Lê 2 hen bụng chỉnh nha. Thì cái một cái rít xuống này mà chị hiếp. Cái rít xuống này. Đã rít xuống với mém ha. Xuống cái xe sai tâm 1718 cân với men hay 1718 này đẹp chưa. Thế nhưng mà xuống xe sầu chỉnh luôn ha, xuống sầu chỉnh, xuống là đến mới đấy ha, xuống sầu chỉnh em 6m57 nặng 52kg vừa không gì 57 không gì nó cao hơn không cao hơn không mà nặng hơn không là không vừa là vừa đến đây là mấy 1m57 là hơn 7cm mà nặng hơn 4 cân hả? Có thể đó. Ờ, nó không vừa đâu, mẹ vừa. Không vừa hết. Thì cái mặt thứ hai vừa chứ. Cái mặt thứ hai này hôm nay cũng tâm mùng 3, mùng 6, mùng 7 cân hay thứ hai lẻ này. Xuống mai về là em vừa, có khả năng là em vừa em nhá. Để chị mặc cho coi nè. Chị xả mà. Sao không xả nữa đây. Cho em con đỏ. Hả? Đưa cho em con đỏ. Dạ. Thấy em hả? Đẹp luôn hả? Thấy nhá, chưa ai lục này. Mà cái cung mới lưng cao nó mặc móng sườn lắm này chị hả? Móng sườn lắm. Nè, đây là vô đi. Tôi chụp cả này cho xuống mái. Thôi dài thôi mãi này chị hả? Thôi dài thôi mãi. Mái lúc này cho thông tin nha. Đến đấy. Thấy không? Thấy chưa? Không có cô đỏ luôn, mà thấy.
Thấy chưa? Cái kia cái đám tiệt tên này. Này tiệt cái một cái đám cướp ngực, cái này chị hay đám cướp ngực đen hay còn một ngực luôn hả? Phong nó tăm 15, 16 cân đồ lai. À sợ chín. Thấy cái mặt cướp ngực đen em xem mà chị mới chỉnh nha. Thấy cướp ngực đen mới chỉnh ca. Bùng lắm, bùng lắm, bùng sầu cân. À, đằng sau nó có bỏ chúng mà chị hên. Đằng sau nó có bỏ chúng cho nên bùng bày cân đồ lai thôi mà hên, bùng bày 18 cân đồ lai. Thấy cái mặt cướp ngực 19. Cái mục đen 19k. Thì cái một cái đám đỏ tiệt đó này chị hay đỏ tiệt chứ nè. Đó lên cái mặt đỏ tiệt này. Hôm nay chị nào 55 cân đồ lai thoải mái hết. Đó 55 cân đồ lai. Bà quân 69 cho chị xuống mai. Thôi 50 cân đấy mà chị hay. Cái đám đỏ tiệt này 50 cân đấy. Có xe ta tư trên đầu gội xuống này. Để cái mặt đỏ, đỏ đen xem mà chị 39 ngang hay. Để cái mặt đỏ 39k hay. Mà chị con hai nụ. Thế cái mà là đỏ 39 ca. Con hai nụ ốm hay là bét gì? Con cô trong là con ốm hết hay con trong là con luôn ốm hết. Hai nụ mà con. Mày đẩy cho không? Đẩy thử nghe. Hôm nay đụng nghe. Con là không ốm hết hết, không ốm hết. Ừ, hai nụt này ha. Đây ha. Nhung Phạc ơi, chị bình đi ra em đem anh mua hai thì chị đi đường cho em luôn nhé. Tài chiến để chở vô lẩu nữa. Thì mấy mẹ thi cho chị số điện thoại về địa chỉ luôn ha. Đó bác chị đi. Đây ha, về cái đen này nữa này. Đen này cũng hai nụt này ha. Con nó không ốm nhá. Đi đi chưa mà thầy đem xuống đó. Ăn mà. Xin xa cho tôi vui nhé. Tôi chờ đợi vậy chờ. Nhưng mà em lại thích comment nha chứ chị xuống thôi để chị lên đường luôn hỉ. Tờ 39 cho chị Nguyễn á. Ừ. Cái một cái đâm hông đó mẹ chị hay đâm hông giùm em ha, đâm hông. 55 57 cân thoải mái hết nhưng mà hông hông em xem mẹ chị 25 ngàn hay. Đâm hông này 25k, 55 57 cân thoải mái này đẹp chứ ha. Chắc đẹp nhưng mà chị có dạng thoải mái. Đâm hông. 25k, thôi 25k giúp em rồi. Thì cái một cái đâm da đỏ đó mà chị A cần đang có bị dậy tính đây thôi. Rồi. Mấy chị, mấy chị 19. 19 là cái đâm cấp ngực vậy. Đâm cấp ngực 19 cho Nhuân Pháp. Thì cho một cái cung tay đó mà chị hay cung tay giùm em ha. Đăng dí chữ như thế. Hôm nay là tâm 50 cân đồ lại hết. Nếu như mà là cung tay xảm hay cung tay xảm em xem mà chị 20 ngàn hay cung tay xảm 20. Cung tay xảm 20. Hậu đi chị gói. Đỏ 39 là hết rồi chị Kim Diệp nhá. Đúng. Hậu đi chị gói. Ảo em mang chất gì vậy? Ảo em mang là bộ đồ bồ chị ấy. Mà em bạc. Lên nhanh xử đi nào. Rồi ok. Xuất sắc xuất sắc. Thì cái một cái đen sọc đó mà chị hay phóng nói tâm 18, 19 tấn đô la hay đen sọc cũng xem 10k. Đen sọc cũng phổi lưỡi đó là chị hay đen sọc 10 ngàn. Đó, chị đã mặc vừa rất xinh nhá. 18, 19 tấn đô la đen sọc 10k. Thì cái mặt một cái sumi xanh đó mà chị hay sumi xanh. Đẹp chứ mà chị này. Sumi xanh đẹp chứ ha. Có dạng nữa ha mà chị 55 tấn đô la là nhưng mà sumi xanh. Sumi xanh xem 19 hay. Nhưng mà sumi xanh 19 ngàn hay. 55 cân đổ về thì sơ mi xanh mới chỉnh căng. Mà chị á, đã đeo xin ha, đã này hết. Đó, đã này. Đã định là dưới này hết. Mà chị đứng sơ rợt nha. Được chứ mà là áo xanh mới chỉnh. Được chứ một cái đâm tiệm hết. Ôi đâm tiệm đẹp chưa. Sơ mi. Hôm nay 55, 57 cân thoải mái hết. Đẹp chưa, nếu như mà đâm tiệm, tiệm xe 30 hết. Sơ mi hả?
55 57 cân 19 à, có 2 tuổi này. Thế nhưng mà 5 tiền 30. Chắc có vàng thoải mái này chị ha. Là 5 tiền 30. Sơ mi xanh 19 cái hành lý. Thì chứ một cái đâm đen hay. Hôm nay ta mù lắm 16 cân đâm đen 560 nha. Đâm đen 10k. Đâm đen 10k. Già nó mới chơi. Già đây nhỏ hả? Già đây nhỏ. Quân 2 nụt 65k, mà màu xanh nhạt gì. Đó thì màu cải cho chị vừa đưa lên đợi em đó. À chị Hành Nhi, chị chuột ảo là ảo nào ạ? À? Comment rõ cho em chị Hành Nhi nhá. Đây em đi, đây có hai đục đấy 65k đấy hả? Đây là ai vừa chuột phớt? Không thì xuống mai đang ngoài đó. Xuống mai nếu em chuột cung riêng hai đục thì comment chuột em nhá. Thì đi sờ éo vừa đấy này. Thì đi sờ éo đấy xuống mai vừa mới này hai sẵn thôi. Chả ra thì cũng nhỏ thôi này, vừa mới xuống mai á. Éo 66. Ừ, không vừa. Mới còn đi đụng đẹp luôn á. Sao đẹp? Không đủ vàng được. Một vạn được không? Đừng chi nói sai to ạ. Chị nói sai to. Là sao? Có cái nấy thì được này, nấy thì ok này. Không, cái nữa là sẽ nhỏ đẹp nào hết. Đi thì được rồi. 70, 71. Rồi, gần vượt. À, cái cuốn xuống hả em? Cuốn xuống hả? À, cuốn xuống không? Cuốc xuống rồi đây con một cái xuống thôi con, hai nụt ra sẽ nhỏ hẹp thế, hai nụt ra cho sẽ nhỏ hẹp. À cái đi này, cái đi này, tao xin phạt cục này, nhấn này. À cái đi thì vừa này, cái đi vừa xúc máy á. Rồi 76. Cái thằng băng cái cung đang mặc hết, xúc máy hết, cái đi đang băng cái cung sạm đang mặc hết, có chuột luôn cái đi không này. Ê, chị là chị hụt vô này đó, hả? Thì chắc một cái da ngặn lắm nè chị hi. Chị ơi, cả chị cho em một chậm đi à. Xem cô ẩn có minh không cả chị nhá. Mấy thằng ta nào đó mới ẩn á. Cả chị cho em một chậm ạ. Hôm nay bù lắm cân giúp em hay lấy chứ mà da da nên xem mà chị 30 ngàn hay da ngặn 30 đẹp chưa. Bù lắm cân một lời hi. Chứ mà da ngặn 30 đấy là cái mở đôi bên nướng tết. Nó nướng đôi qua đỏ hả? Ơi. Thì chắc một cái cuốn đen này mà chị hi, thì chắc mặc cuốn đen này luôn hả? Cuốn tay đen này hả? Hôm nay tâm mơ, lại cứng đây. Hôm nay tâm 16, 17 cân như em hay lên cái mặt tay đen 19 luôn hả? Tay đen 19 lên mà chị, đẹp chưa hả? Tay đen 19. Xuống mai nếu em lấy cà đỏ thì em có mất lấy cái gì hả? Thì chắc một cái vón hông mà chị, vón hông này hả? Đi ra đi. Đi nục bọng này chị hi. Bốn hông 5 a 48 49 cân đồ lại bốn hông 10k hay bốn hông 10k. Ừ, sạch lên. Thế hả? Tính mọi thì sao? Rồi tự nhiên ẩn cái lúc con đọc được. Hôm nay nó xuống nhỉ? Chọn ra lại đi, trở ra vô lại đi. Bên đi. Rồi. Ừ. Chị trích mẹ chia ẩn comment rồi. Không được luôn hả? Xong phim, xong phim. Cô chưa là đang mệt á. Ừ. Tính cho biết thằng gió. Nhưng mà mấy quần áo là đỡ con tập chưa đâu lại luôn. Rồi, thịt chục đêm rồi mẹ chia. Thịt chục đêm rồi. Mệt quá hả? Thôi được thêm nhiều gắng đây cả nhà mình thì. Ờ, chị đó, ai? Xuống máy để chị qua lại cho em là cái quân thi em này hay hoặc là nhận tin cho chị được. Xuống máy nhiều lấy cái quân đỏ thì nhận tin ở bên fanpage em nhá. Với chị đẹp cho em cái quân đỏ nhá. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi live stream của em ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào 12 giờ trưa ngày mai ạ. À. Bye bye. 12 giờ, 12 giờ trực mình đến.